Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 172. Huyết mạch điên cuồng không ngừng dao động. Nếu không phải Diệp Quân cố gắng áp chế, huyết mạch điên cuồng trong cơ thể hắn đã bộc phát ra, vào lúc này huyết mạch điên cuồng bộc lộ ra sự đói khát mà hắn chưa từng trải qua. Diệp Quân biết rằng đó là do máu xung quanh, chủ sở hữu ban đầu của số máu này rõ ràng đã từng là những cường giả hàng đầu, ít nhất đều là phá vòng. Mặc dù họ đã chết, nhưng máu của họ vẫn được bảo tồn, trong số máu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết. Nếu như huyết mạch điên cuồng nuốt chửng toàn bộ lượng máu này, rất có khả năng có thể đột phá. Hiện tại, vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý của hắn đều đã phá vòng, đã đạt đến biến hóa, yếu hơn chính là huyết mạch của mình, nhưng cũng không có cách nào khác, thời đại này và thời đại của ông nội hắn không giống nhau, hiện tại hắn đang đi theo đạo trật tự, không phải đạo điên cuồng, nên không thể hở ra là tàn sát người dân trong thành. Vì vậy, huyết mạch điên cuồng này đương nhiên tiến bộ rất chậm. Nhưng không phải là không có cách khác để tiến bộ, đó là nuốt chửng những hơi thở tà ác và máu của cường giả, và số máu trước mặt chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Quân không lựa chọn lập tức nuốt chửng, mà là tăng tốc bước đi về phía xa, bởi vì hắn cảm nhận được ở một đại điện xa xa nào đó còn có thứ kích thích hơn. Một lúc sau, Diệp Quân và những người khác đã đi tới một đại điện kín đáo, Diệp Quân bước tới cửa đại điện và dừng lại, hắn lấy thanh huyền kiếm ra và chạm nhẹ cửa đại điện, phong ấn trên cửa biến mất ngay lập tức, cánh cửa mở ra và họ bước vào đại điện, ngay lúc họ bước vào trong thì tất cả những người trong phòng đều đứng im ngơ ngác. Đại điện không lớn, nhưng trong đại điện có 12 cột đá, trên mỗi cột đá đều có một hộp đèn hình vuông, trong mỗi hộp đèn đều có một tổ khí văn minh. Đó là tổ khí văn minh. Không phải là thánh khí. Về phần tổ khí văn minh thì chỉ năm thế lực tối cao và một số nền văn minh thần linh nhất định mới có được, nhưng hiện tại ở đây lại có 12 món đồ. Đôi mắt của Mạc Tinh Hà và những người khác tỏa sáng rực rỡ, toàn thân họ bắt đầu run lên vì phấn khích. Đối với họ, một tổ khí văn minh thực sự có thể thay đổi vận mệnh của họ, thậm chí có thể thay đổi nền văn minh của họ, bởi vì các nền văn minh có tổ khí văn minh nên khả năng chiến đấu cũng khác nhau. Và ở đây có tới 12 món, điều này thật sự quá điên rồ. Mạc Tinh Thần thậm chí còn chảy nước miếng sau khi nhìn thấy. Diệp Quân thậm chí còn không thèm nhìn đến đống tổ khí văn minh kia, ánh mắt của hắn rơi vào một bức tranh cuộn cách đó không xa, trên bức tranh cuộn chỉ có một thanh kiếm còn đang nằm trong vỏ kiếm, nó treo lơ lửng trong thời không hư vô, tuy rằng nó nằm trong bức tranh nhưng dường như lại ở ngay trước mặt, vô cùng chân thực. Điều thực sự thu hút hắn là bức tranh và thanh kiếm này. Diệp Quân chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, ngay sau đó hắn đưa tay ra, nhưng thanh kiếm trong tranh lại không có chút phản ứng nào, nhưng khi tay hắn chạm vào bức tranh, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng ý chí kiếm đạo mạnh mẽ như muốn bóp nát hắn, hắn lập tức giải phóng vô địch kiếm ý của mình. Bát! Trong khoảnh khắc, thanh kiếm trong tranh rung chuyển dữ dội, âm thanh kiếm run đáng sợ trực tiếp bộc phát ra, tiếng kiếm run xuyên qua mặt đất, đi vào trong vũ trụ vô tận đầy sao. Hiện tượng kỳ lạ trực tiếp xuất hiện trong toàn bộ ngân hà, ngay lúc này ánh sáng vô tận của những ngôi sao thực sự ngưng tụ thành những vòng xoáy của những thanh kiếm sao. Không chỉ vậy, những thanh kiếm linh khí cũng xuất hiện dày đặc trên mặt đất của di tích thần lăng kia, đó đều là những thanh kiếm được ngưng tụ từ linh khí, chúng quay xung quanh bầu trời phía trên thần lăng như một vòng xoáy, như thể đang cúng bái. Lúc này, toàn bộ thần lăng và thế giới bên ngoài đều sôi trào. Thần khí tối cao. Thứ duy nhất có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ như vậy chỉ có thể là thần khí tối cao trong truyền thuyết, cái gọi là thần khí tối cao là thần vật cấp cao nhất trong thủy vũ trụ hiện tại, loại thần vật này chỉ có 5 nền văn minh tối cao mới có, ngay cả những nền văn minh thần linh siêu cấp mạnh mẽ cũng không có. Nhưng bây giờ lại có thần khí tối cao xuất hiện trên thế giới. Vào lúc này, vô số nền văn minh ở thế giới bên ngoài đang sôi sục, vô số cường giả của các nền văn minh đang không ngừng lao về phía di tích thần lăng. Những người vốn đang khám phá cũng giống như nổi điên lũ lượt lao về phía vị trí của bia máu. Trong đại điện, ngay lúc Diệp Quân nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ phát ra từ thanh kiếm trong tranh, hắn chợt nghĩ không hay rồi vội vàng chộp lấy bức tranh và ném thẳng vào trong tiểu tháp. Hắn quay lại, lúc này, mấy người đều đang ngơ ngác nhìn hắn. Diệp Quân nói, các người chia nhau mỗi người lấy 3 trong số 12 tổ khí văn minh. Đừng ngây ra đó nữa. Mau chia ra rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này đột nhiên 4 người tỉnh táo lại, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, nhất định sẽ thu hút vô số người đến đây.
Nghĩ đến đây, bốn người đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Mẹ nó! Sắp xảy ra chuyện rồi. Bốn người nhanh chóng phân chia 12 tổ khí văn minh kia và vội vàng rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, sắc mặt Diệp Quân trông rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Thác Cổ Nguyên và những người khác thì xanh xao như tờ giấy, vẻ mặt lo lắng. Bởi vì họ ý thức rất rõ về tình hình hiện tại của cả đám bọn họ, họ đã lấy được nhiều tổ khí văn minh như vậy. Nếu không làm đúng thì phúc lớn sẽ biến thành tai họa ngập đầu. Thác Cổ Nguyên đột nhiên nói, mọi người bình tĩnh, chúng ta nhất định phải bình tĩnh, không thể để người khác nhìn ra chúng ta đã lấy được bảo vật, chúng ta phải giả vờ như không có chuyện gì, nào anh Tiêu, cười lên đi. Tiêu Nguyên Khải. Sắc mặt của Mạc Tinh Hà cũng nặng nề, anh ta liếc nhìn hai người rồi nói, hai vị, tôi sợ là hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Không phải các người là anh em vào sinh ra tử với Diệp Quân sao? Có thể liên hệ với anh ta, gọi anh ta đến đây bảo vệ chúng ta một chút được không? Diệp Quân. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải đều im lặng, lúc này cả hai người đều hồi hộp đến mức không nghe được lời nói của Mạc Tinh Hà, sắc mặt của cả hai rất khó coi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng vì căng thẳng quá mức, mặc dù có được tổ khí văn minh, tuy nhiên, sau sự phấn khích là có một làn sóng sợ hãi. Bởi vì họ ý thức rất rõ ràng những tổ khí văn minh này có thể mang đến cho họ những tai họa gì. Kế hoạch ban đầu của họ chỉ là kiếm một ít tiền. Nhưng Diệp Quân đã dẫn họ đi tìm ra tổ khí văn minh, mà còn nhiều như vậy. Chính vì điều này mà họ không hề có ý kiến gì khi Diệp Quân lấy đi thần khí tối cao của nền văn minh kia, bởi vì có cho họ, họ cũng không dám nhận, bởi vì họ biết rất rõ rằng đó không phải là thứ họ có thể sở hữu. Thác Cổ Nguyên đột nhiên tát vào mặt Tiêu Nguyên Khải. Bốp! M thanh của cái tát thật rõ ràng. Tiêu Nguyên Khải. Đám người của Diệp Quân cũng kinh ngạc nhìn Thác Cổ Nguyên. Thác Cổ Nguyên nhìn Tiêu Nguyên Khải đang bối rối, run rẩy nói, anh Tiêu, tôi. Chúng ta phải bình tĩnh, đừng căng thẳng, đừng sợ, nếu không thì quá vô dụng. Tiêu Nguyên Khải nhìn chằm chằm Thác Cổ Nguyên với vẻ mặt khó hiểu, vậy cậu đánh tôi làm gì? Thác Cổ Nguyên nói, tôi căng thẳng. Tiêu Nguyên Khải. Thật ra hai anh em Mạc Tinh Hà cũng rất căng thẳng, nhưng bọn họ biết Diệp Quân là phá vòng nên có phần tự tin, nên lúc này mới không sợ hãi như Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải. Diệp Quân liếc mắt nhìn hai người đang căng thẳng, đang định nói chuyện, đúng lúc này từ xa đột nhiên truyền đến vài hơi thở. Mấy người ngẩng đầu lên thì thấy đám người của người đàn ông tóc bạc kia chạy đến. Không ai được phép rời đi. Lăng Lệ đằng sau người đàn ông tóc bạc lập tức lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người Diệp Quân. Lúc này, ngưỡng tăng của Khổ Môn và Vô Vân Tại của Đạo Môn cũng xuất hiện tại hiện trường, họ đồng loạt ngước nhìn về phía đại điện ở nơi xa kia, khi nhìn thấy cửa của đại điện mở ra, đầu tiên bọn họ giật mình rồi đồng loạt nhìn về phía đám người Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi thần khí tối cao xuất hiện trước đó, bọn họ cảm nhận được hơi thở. Hơi thở đó truyền đến từ đại điện cách đó không xa, nhưng hơi thở đó đã nhanh chóng biến mất, lúc này trong đại điện trống rỗng, cửa mở toang, còn đám người Diệp Quân thì đang ở đây. Đây đã là chuyện rất rõ ràng rồi. Lăng Lệ nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Quân và hỏi thẳng, các người đã lấy được thứ gì trong đó? Mặc dù Thác Cổ Nguyên kiêng dè đám người của Lăng Lệ trước mặt, nhưng vẫn đứng dậy chắp tay nói, mọi người, lúc trước khi chúng ta tiến vào, mọi người đã nói trước. Sau khi đi vào chúng ta đều sẽ chia sẻ nơi này. Câm miệng. Lăng Lệ không hề khách khí ngắt lời Thác Cổ Nguyên, hắn ta nhìn chằm chằm vào Thác Cổ Nguyên và hỏi, tổ khí tối cao kia có ở trên người các người không? Thác Cổ Nguyên không nói gì, hắn ta biết nó ở chỗ Diệp Quân, nhưng hắn ta cũng không nói gì, thậm chí còn không nhìn Diệp Quân. Những lúc như vậy tự nhiên không thể phản bội bạn bè, có việc thì mọi người phải cùng nhau gánh vác. Nhìn thấy Thác Cổ Nguyên im lặng và vẻ mặt của bọn họ, trong lòng Lăng Lệ khá chắc chắn, hắn ta hơi nheo mắt lại, các người là loại người nào mà có thể có được thần vật đó. Tôi cho các người một cơ hội, tự mình giao thần vật kia ra đây. Thác Cổ Nguyên nắm chặt tay không nói gì, hắn ta biết chỉ cần nói ra thần khí tối cao kia đang ở trên người Diệp Quân, hắn ta có thể nhân cơ hội trốn thoát, hiện tại hắn ta đang có 3 món tổ khí văn minh. Sau khi quay về tộc Thác Cổ của mình thì chắc chắn có thể đưa các thành viên trong tộc của mình gia nhập vào nhà chính của tộc Thác Cổ, thậm chí hắn ta cũng có thể dẫn dắt tộc của mình trỗi dậy. Dù đi thế nào thì đó cũng là con đường có tương lai tươi sáng.
nhưng hắn ta vẫn không nói ra. Không vì điều gì khác. Lương tâm. Mặc dù chỉ ở bên cạnh những người này trong một thời gian ra mắt ngắn, nhưng hắn ta cảm thấy bọn họ đã thám hiểm cùng nhau nên là bạn bè. Hơn nữa, nhờ có Diệp Quân mà hắn ta mới có thể có được ba món tổ khí văn minh này, lúc này mà phản bội người khác vì sự giàu có của bản thân, thì lương tâm của hắn ta sẽ day dứt suốt đời. Vẻ mặt của Tiêu Nguyên Khải ở một bên âm trầm, ý nghĩ bán đứng Diệp Quân tự nhiên đã xuất hiện trong đầu cậu ta, nhưng cậu ta cũng không đứng ra. Chuyện bán đứng bạn bè này, cậu ta cũng rất coi thường. Trước tiên cứ tạm thời xem xét, nếu mấy tên bên cạnh phản bội, thì cậu ta cũng phản bội, vậy thì trong lòng cậu ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ý tưởng của Mạc Tinh Hà rất đơn giản, chỉ cần không đối mặt với năm nền văn minh tối cao, anh ta sẽ kiên định đứng về phía anh trai mình, anh trai đánh ai thì anh ta sẽ đánh người đó, nhưng nếu phải đối đầu với năm nền văn minh tối cao, ai đánh anh trai, anh ta sẽ giúp người đó. Không có cách nào, năm nền văn minh tối cao thực sự không thể đánh thắng được. Mạc Tinh Thần, cô ta không suy nghĩ gì cả, cô ta đã lấy ra thần cung của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, cô ta rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô ta cảm thấy chỉ cần đám người Diệp Quân có thể đứng phía trước chịu đựng sát thương, thì cô ta có thể đánh 10 người. Thấy Thác Cổ Nguyên im lặng, đôi mắt của Lăng Lệ chợt lạnh băng, sát ý dâng trào, tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không trân trọng đúng không? Vừa nói, hắn ta vừa nắm chặt tay phải, đang định ra tay, nhưng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên đứng dậy, cười nói, thần khí tối cao kia đang ở trong tay tôi, thả bọn họ đi. Đám người Thác Cổ Nguyên đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân, Thác Cổ Nguyên kinh ngạc nhìn nói, anh Dương. Diệp Quân cười nói, các người đi trước đi. Thấy đám người Thác Cổ Nguyên do dự, Diệp Quân lại nói, không sao, các người cứ đi đi. Lúc Mạc Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Mạc Tinh Thần đột nhiên nói, anh trai, chúng ta đánh một trận xông ra ngoài đi. Diệp Quân nhìn về phía Mạc Tinh Thần nghiêm túc nói, anh chặn phía trước đi, tôi sẽ bắn chết bọn họ. Diệp Quân. Vào lúc này, ngày càng có nhiều người xuất hiện tại hiện trường, tất cả đều đến từ các nền văn minh lớn sau khi nghe được tin tức. Thần khí tối cao của nền văn minh. Ai mà không bị cám dỗ bởi điều này? Nhìn thấy người xung quanh ngày càng nhiều, Linh Lệ đột nhiên mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Diệp Quân, giao đồ ra đây. Diệp Quân cười nói, giao cho cậu, hay là ai? Anh còn dám chia rẽ? Lăng Lệ đột nhiên nắm chặt tay phải, đang muốn ra tay, lại bị người đàn ông tóc bạc bên cạnh ngăn lại. Người đàn ông tóc bạc nhìn Diệp Quân, tôi vốn muốn cho cậu một cơ hội, nhưng cậu lại dám giở trò, nếu đã không chọn sống vậy thì chết đi. Nói xong, hắn ta đột nhiên lao tới phía trước, trực tiếp tung ra một cú đấm thật mạnh về phía Diệp Quân. Bên cạnh hắn ta, Lăng Lệ và những người khác cũng đồng loạt ra tay. Bên phía Diệp Quân, trước khi Diệp Quân kịp ra tay, Mạc Tinh Thần đã bắn ra một mũi tên, Mạc Tinh Hà ở bên cạnh cô ta cũng run lên, hóa thành một ngôi sao băng lao ra ngoài. Thác Cổ Nguyên vốn định thương lượng một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy đối phương trực tiếp ra tay, hắn ta cũng lập tức cắn răng lao ra ngoài mà không hề nghĩ ngợi. Tiêu Nguyên Khải có chút do dự, nhưng cũng không do dự bao lâu, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, "Đt, anh em của tôi là Diệp Quân, chẳng lẽ ông đây sợ các người sao? Ông đây giết các người, ahhh." Nói xong cậu ta cũng trực tiếp lao ra ngoài. Trong cuộc chiến, người có tốc độ nhanh nhất cũng không phải là người đàn ông tóc bạc, cũng không phải Diệp Quân. Diệp Quân căn bản là không hề ra tay, người có tốc độ nhanh nhất chính là Mạc Tinh Thần. Trong khoảnh khắc khi người đàn ông tóc bạc ra tay, một mũi tên được ngưng tụ từ sức mạnh sao trời chính là thứ đã xé toang không khí bay tới trước mắt người đàn ông tóc bạc. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời địa cung, Tinh Hà đã bắt đầu khởi động. Nhìn thấy mũi tên kia bay tới, người đàn ông tóc bạc chắp hai tay trước ngực, sau đó mạnh mẽ tách sang hai bên, giữa lông mày hắn ta, một thanh trường thương phi như bay tới, dùng sức mạnh như sấm chớp trực tiếp đâm vào mũi tên sao trời kia. Dâm! Sức mạnh của thương và mũi tên từ bên trong cuộc chiến bạo phát ra, mà đúng lúc này, lại có thêm một mũi tên sao trời bay tới, tốc độ nhanh hơn cả mũi tên ban nãy, trong lòng người đàn ông tóc bạc đột nhiên cảm thấy kinh hãi, vội vàng quay ngang thương lại để ngăn cản, theo một loạt tiếng nổ vang vọng. Người đàn ông tóc bạc tạm thời bị đánh đến liên tục thổi lui. Mà trong lúc người đàn ông tóc bạc bị đánh thối lui lại có thêm vài mũi tên sao trời từ trong đấu trường bắn ra. Rầm 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 rầm.
Mọi người phía sau người đàn ông tóc bạc đang giao thủ với đám người Tiêu Nguyên Khải đột nhiên bị mấy mũi tên này đánh cho thối lui, trong đó một người đàn ông có thực lực yếu bị bắn thẳng vào giữa mi tâm đã tiêu tan ngay tức khắc. Đám người Lăng Lệ vội vàng lui về phía sau, sợ hãi nhìn Mạc Tinh Thần đứng bên cạnh Diệp Quân, giờ phút này, Mạc Tinh Thần đang giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào bọn họ, khí tức mạnh mẽ của sao trời không ngừng tuôn ra từ trên người nàng ấy, kích động thời không khắp xung quanh. Mà mấy người Thác Cổ Nguyên nhìn thấy đám người Lăng Lệ thối lui, cũng không hề đuổi theo, vội vã lui về bên cạnh Diệp Quân, vẻ mặt đề phòng. Tuy rằng bọn họ đang áp chế ở phía đối diện, nhưng sắc mặt của Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải lại cực kỳ âm trầm, đã ra ngoài lăn lộn, thì cũng không chỉ dựa vào thực lực cá nhân, còn dựa vào thế lực gia tộc đằng sau mỗi người. Mà những người đứng ở trước mắt này, lai lịch hiển nhiên không hề tầm thường. Cho dù bọn họ có nhát gan sợ hãi hay thực lực yếu kém thì bọn họ cũng không có gì phải lo lắng. Thác Cổ Nguyên cảm thấy việc này không nên làm lớn chuyện, hơn nữa, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, phải mau chóng thoát thân, vì vậy, hắn ta đi ra ngoài, nắm chặt tay thành quyền, các vị, thần khí tối cao có linh hồn, thần vật như vậy tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn một người, mà nó đã lựa chọn huynh đệ của ta, vậy có nghĩa là gì, chư vị nên ngẫm lại một cách cẩn thận. Ở phía không xa, người đàn ông tóc bạc nghe thấy lời của Thác Cổ Nguyên nói thì đôi mày nhăn lại. Mà Lăng Lệ phẫn nộ nói, phải để nó ra chọn lại lần nữa thế mới công bằng. Chọn cái con mẹ nhà ngươi à? Mạc Tinh Thần đứng ở bên cạnh không nhịn được giận dữ nói, ngươi có muốn gọi mẹ ngươi ra đây để bọn ta chọn một lần không? Vốn dĩ có đại ca ở đây, hắn ta không muốn ra mặt, nhưng con mẹ nó, hắn ta thật sự phải nhẫn nhịn cái tên Lăng Lệ này rất lâu rồi. Mọi người! Lăng Lệ nhìn chằm chằm về phía Mạc Tinh Thần, cậu là người của nền văn minh quần tinh. Uy hiếp một cách trắng trợn. Mạc Tinh Hà cười giễu, uy hiếp ta. Đúng thật là buồn cười, ở bên ngoài đánh không lại giờ lại định dùng cách đánh lén. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Vì thế sắc mặt của Lăng Lệ cực kỳ khó coi, ra đây, ông đánh riêng với người. Đánh riêng thì đánh riêng. Mạc Tinh Hà đi ra. Nền văn minh quần tinh. Đúng vào lúc này. Có một giọng nói truyền đến từ chân trời, khắc sau, một nhóm người xuất hiện. Người đứng đầu là một người đàn ông mặc trường bào, phía sau hắn ta còn có mười mấy người đi theo, ánh mắt hắn ta rơi lên trên người Mạc Tinh Hà, cười nói, ta nhớ rõ nền văn minh quần tinh cực kỳ khiêm tốn mà. Sao, giờ tìm được chỗ dựa rồi à? Bây giờ biến thành những kẻ cao ngạo rồi. Phía sau người đàn ông mặc trường bào, một người đàn ông trẻ tuổi cười nói. Nghe nói bây giờ nền văn minh quần tinh vẫn phải trả góp để luyện tập, đây có phải sự thật không thế? Ha ha! Một chàng cười vang lên khắp nơi. Sắc mặt của Mạc Tinh Hà hết xanh lại trắng. Người đàn ông mặc trường bào đột nhiên nhìn về phía Ngưỡng Tăng và Vô Vân ở cách đó không xa, hắn ta ôm quyền chắp tay, Ngưỡng Tăng huynh, Vô Vân huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người nhìn hắn ta một cái, cũng là gật đầu chào hỏi, nhưng hiển nhiên, hai người họ đều không quen người đàn ông mặc trường bào. Người đàn ông mặc trường bào quay đầu nhìn về phía người đàn ông tóc bạc cách đó không xa, cười nói, Nam Chiêu huynh cũng thật là khiêm tốn, đây cũng không phải là phong cách của nam tộc ngươi. Nam tộc, nghe thấy lời của người đàn ông mặc trường bào, sắc mặt của mấy người Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên đồng loạt thay đổi. Gia tộc thần linh siêu cấp. Thực ra gia tộc thần linh siêu cấp không có nhiều, chỉ có 7 gia tộc, mặc dù bọn họ vẫn chưa đạt đến cấp độ tối cao nhưng chỉ dưới cấp độ tối cao. Bọn họ tuyệt đối là sự tồn tại của sự vô địch, mỗi một nền văn minh đều tự nắm trong mình một nội tình thâm sâu. Tâm trạng của Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải đột nhiên chìm xuống đáy cốc, đấu với gia tộc có cấp bậc như này, căn bản không có khả năng để thắng, bởi vì cho dù ngươi có giết được hết những người đứng trước mặt này, nhưng gia tộc người ta chắc chắn sẽ trả thù, mà hai người bọn họ chắc chắn không thể chịu nổi sự trả thù của những gia tộc như thế này. Mặc dù Thác Cổ cũng là gia tộc thần linh siêu cấp, nhưng vấn đề là Thác Cổ Nguyên không phải là gia chủ tộc Thác Cổ. Còn về Tiêu Nguyên Khởi và khi nói về gia tộc của hắn ta thì trong cả cái Bắc Thành này bọn họ cũng chỉ là nền văn minh cấp thần linh bình thường mà thôi. Mạc Tinh Hà lại bình tĩnh hơn nhiều so với hai người bọn họ, nền văn minh quần tinh đã từng suýt chút nữa đạt được đến nền văn minh tối cao, tuy rằng sau này vì vấn đề tiền mà thất bại, nhưng phần ngạo khí nằm trong xương cốt đó vẫn còn tồn tại. Người đàn ông tóc bạc tên là Nam Triệu gật đầu với người đàn ông mặc trường bào kia, sau đó nhìn về phía đám người Diệp Quân cách đó không xa, giao món đồ mà các ngươi lấy được ở bên trong ra đây thì có thể đi, đây là cơ hội cuối cùng. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Vô Vân và Ngưỡng Tăng cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Quân,
Phô Vân Tại mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với bảo vật thu được trên người chư vị, mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng ta sẽ không cướp đoạt nó. Nếu vị huynh đệ này của ngươi đã nói, thần vật tối cao có linh hồn, nếu nó lựa chọn ngươi, vậy tự nhiên chính là của ngươi. Ngưỡng Tăng chắp tay lại, không cướp. Đơn giản, dễ hiểu. Hai người bọn họ cũng không phải đang giả bộ, thực lực của bọn họ vượt xa đám người Nam Triệu kia, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Quân lần đầu tiên, cũng đã biết Diệp Quân không hề tầm thường, đây tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, giờ phút này nhìn thấy Diệp Quân đối mặt với nhiều cường giả như vậy mà mặt không đổi sắc, điều này càng chứng minh Diệp Quân không đơn giản. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thể diện, thân là nền văn minh siêu nhiên tối cao, bọn họ sẽ không cho phép mình đi làm loại chuyện đánh mất danh dự này, cho dù đó là một món thần khí tối cao. Nghe thấy Ngưỡng Tăng và Vô Vân ở đây, đám người Nam Triệu bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, điều mà bọn họ sợ nhất chính là Ngưỡng Tăng và Vô Vân ở đây, nếu như hai người kia muốn tranh, bọn họ tuyệt đối không dám chống lại, bởi vì đánh riêng thì đánh không lại, đánh nhóm thì càng đánh không lại. May mắn là cả hai người đều không có ý muốn tranh đoạt. Vậy thì giờ chỉ còn lại đám người Diệp Quân ở trước mặt này rồi. Nam Triều nhìn về phía Diệp Quân, ta biết, thực lực của ngươi không hề yếu, nhưng ngươi cũng có thể thử xem bản thân ngươi hôm nay có thể sống sót mà đem món thần khí tối cao kia ra được khỏi đây không. Diệp Quân đột nhiên cười phá lên. Nụ cười này của hắn khiến cho mọi người có mặt ở đó nghi hoặc. Mạc Tinh Hà đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói, anh trai, cười cái gì? Diệp Quân nhẹ giọng nói, chỉ là có chút cảm khái. Mạc Tinh Hà tò mò, cảm khái cái gì? Diệp Quân nói, cả quãng đường khi ta tới đây, đối thủ luôn là những kẻ mạnh một cách bất thường, mà bây giờ cuối cùng cũng đã cho ta được một đối thủ bình thường rồi, ta đột nhiên có một loại cảm giác phạm tội. Mạc Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cực kỳ hoài nghi, cảm giác phạm tội. Diệp Quân gật đầu, ta cảm thấy nếu ta ra tay với bọn họ thì có một loại cảm giác như người lớn đang bắt nạt trẻ con, thật sự rất xấu hổ. Đậu má! Con mắt của Mạc Tinh Hà trừng to như một chiếc chuông đồng, nhìn Diệp Quân một cách không thể tin được, vị đại ca này. Biết ra vẻ đến như vậy được sao? Mà tất cả những người có mặt tại đây đã nghe thấy hết lời mà Diệp Quân nói, Phô Vân nhìn về phía Diệp Quân một cách có hứng thú, Ngưỡng Tăng đứng một bên khoanh tay, chạy mày không nói gì. Tiêu Nguyên Khởi và Thác Cổ Nguyên cũng bị những lời mà Diệp Quân nói khiến cho kinh hãi đứng hình tại chỗ. Vị huynh đệ này thường không hay nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại nói những câu. Dọa người như vậy. Cách đó không xa, người đàn ông tóc bạc Nam Triều lại cười phá lên, chỉ là nụ cười này lại thực sự có hơi dọa người, người lớn bắt nạt trẻ con. Đúng lúc này, lại có mười mấy khí thức mạnh mẽ từ chân trời phi đến, rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện phía sau Nam Triều. Đều là những yêu nghiệt và thiên tài của Nam tộc đến chi viện. Thấy một màn này, sắc mặt của đám người Thác Cổ Nguyên bỗng nhiên trầm xuống, chỉ có duy nhất Mạc Tinh Thần vẫn đang cực kỳ hưng phấn với những gì đang diễn ra, trong lòng nàng ấy chỉ cần bốn người đàn ông ở bên cạnh này có thể ngăn chặn trước mặt mình được thì nàng ấy có thể có được sự thu hoạch. Xạ thủ ở phía sau luôn cảm thấy bản thân mình có thể một chọi năm. Nam Triều trừng mắt với Diệp Quân, món thần khí tối cao trong trên người người kia. Nam tộc của ta chắc chắn sẽ lấy được. Nam tộc, đây rõ ràng chỉ là chuyện cá nhân nhưng đã nâng cấp lên thành chuyện của cả gia tộc và cả nền văn minh. Lăng Lệ ở phía sau Nam Triều đột nhiên tức giận chỉ vào Mạc Tinh Hà, đánh chết hắn ta trước. Nói xong, mọi người đều muốn ra tay. Thác Cổ Nguyên đột nhiên đi ra, Nam tộc, Thác Cổ tộc bọn ta cũng không sợ các ngươi. Thác Cổ tộc, mọi người tại đó nhốn nháo nhìn về phía Thác Cổ Nguyên, Nam Triều híp mắt. Ngươi là người của Thác Cổ tộc. Thác Cổ Nguyên nói, đúng vậy, không chỉ ta là người của Thác Cổ tộc, vị Dương huynh đệ ở đây cũng là người của Thác Cổ tộc bọn ta. Hắn ta tên thật là Thác Cổ Dương Quan. Diệp Quân, mọi người. Thác Cổ Nguyên nhìn chằm chằm vào Nam Triều, nếu như ngươi dám động đến hắn ta, vậy thì coi như ngươi sẽ là kẻ thù của Thác Cổ tộc ta không đội trời chung với Nam tộc. Khi hắn ta nói ra những lời này, ở sâu trong nền văn minh Thác Cổ xa xôi, nơi nào đó trong cấm địa cổ hoang, nơi này là nơi mai táng các đời tổ tiên của Thác Cổ tộc, mà giờ phút này, ở sâu trong mảnh đất mộ địa này, có một ngôi mộ đột nhiên hơi rung động, ngay sau đó, từng luồng khí lưu thần bí đột nhiên từ ngôi mộ này chậm rãi tràn ra. Khí vận văn minh. Vốn dĩ khí vận văn minh của Thác Cổ tộc có màu bạc. Nhưng giờ phút này, khí vận văn minh đột nhiên bắt đầu từ từ biến thành màu tím. Giờ khắc này, vô số tổ tiên và cường giả của Thác Cổ tộc đều không biết chuyện gì đang xảy ra,
mà theo đó tất cả linh hồn của tổ tiên và cường giả của thác cổ tộc tổ tiên đều đang sôi trào. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì khiến cho khí vận văn minh của thác cổ tộc đột nhiên biến đổi, nhưng không hề hoài nghi việc cả thác cổ tộc đều đang con mẹ nó vui phát điên rồi. Bên trong lăng mộ thần. Ha ha! Người đàn ông mặc trường bào đứng bên cạnh Nam Triều đột nhiên cười lớn, hắn ta nghiền ngẫm nhìn Thác Cổ Nguyên, ngươi nói ngươi là người Thác Cổ tộc. Thác Cổ Nguyên nói, đương nhiên. Hắn ta cười lớn, nực cười, thật là nực cười, ngươi là người Thác Cổ tộc, nhưng lại không quen ta. Thật đúng là chuyện cười. Nam Triều nhìn Thác Cổ Nguyên như một tên ngu đần, hắn ta là đệ tử ruột của gia chủ của Thác Cổ tộc tên là Thác Cổ Lâm. Sắc mặt Thác Cổ Nguyên đột nhiên trắng bệch. Thác Cổ Lâm đánh giá Thác Cổ Nguyên, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn ta nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười, nhìn về phía Thác Cổ Nguyên, thì ra ngươi chẳng qua chỉ là người thuộc một chi nhánh của một chi nhánh xa lắc xa lơ của Thác Cổ tộc ta. Thế mà cũng dám vọng xưng mình là người của Thác Cổ tộc, thật sự là chuyện cười đệ nhất thiên hạ, nói cho ngươi biết, từ giờ phút này trở đi, ta thay mặt cho Thác Cổ tộc tuyên bố, ngươi và chi nhánh kia của ngươi bị trục xuất khỏi Thác Cổ tộc ngay tức khắc. Chọn đời không được dùng họ Thác Cổ nữa. Lời vừa nói ra, phía sau bên trong núi cấm địa của Thác Cổ tộc, thời khắc này tốc độ biến đổi từ màu tím nhạt của khí vận văn minh khắp các mộ địa thành màu vàng dùng mắt thường có thể thấy được, sau đó lại nhanh chóng biến thành màu đen. Bên trong mộ địa, vô số những bộ xương cốt đang run rẩy sợ hãi. Vô số nắp quan tài rung động kịch liệt, sắp không còn đậy được nữa rồi. Địch, ở bên trong mộ địa của Thác Cổ tộc, một chiếc nắp của quan tài đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, có tổ tiên của Thác Cổ tộc đột nhiên giống giận, ai? Là ai chặt đứt sự nâng cấp khí vận văn minh của Thác Cổ tộc ta? Lão tử đờ mờ 18 đời tổ tông nhà ngươi, có bản lĩnh thì ra đây đấu riêng. Toàn bộ Thác Cổ tộc bị sốc, sau đó toàn bộ Thác Cổ tộc đều hoảng sợ. Bởi vì vận may nền văn minh của họ không ngừng suy tàn. Sở dĩ tổ tiên được chôn cất ở nơi này là vì nơi này là nơi chứa đựng vận may của nền văn minh Thác Cổ. Mục đích chính là để những tổ tiên này trấn áp vận may của Thác Cổ tộc và bảo vệ Thác Cổ tộc. Nhưng hiện tại, tổ tiên đã không còn có thể áp chế được nữa. Vận may trực tiếp tụt dốc. Mẹ kiếp! Có người đang chơi Thác Cổ tộc. Chẳng bao lâu, trong Thác Cổ tộc, có siêu năng lực bắt đầu suy luận ngay lập tức để tìm ra kẻ chủ mưu đang bí mật hại Thác Cổ tộc. Trên bầu trời của Thác Cổ tộc, vô số đường vận mệnh nhân quả xuất hiện, chúng đan xen trên bầu trời, nhưng tất cả đều mờ mịt, không rõ ràng. Là một nền văn minh thần linh siêu cấp, Thác Cổ tộc đương nhiên không hề yếu về siêu năng lực. Rất nhanh, một đường vận mệnh nhân quả đã bị buộc phải rút ra, đường vận mệnh nhân quả đó màu đen, cực kỳ đen, đen như mực. Chẳng bao lâu sau, một tiếng gầm đột nhiên vang lên từ bầu trời phía trên Thác Cổ tộc, mẹ kiếp. Đây là đường nhân quả của Thác Cổ tộc chúng ta. Mẹ kiếp, có phản đồ, Thác Cổ tộc có phản đồ rồi. Mẹ kiếp, toàn bộ Thác Cổ tộc. Chấm. Tàn tích thần lăng. Thác Cổ Nguyên lúc này sắc mặt tái nhợt, anh ta vốn là muốn dùng sức mạnh của Thác Cổ tộc để bảo vệ Diệp Quân, nhưng không ngờ ở đây lại có một con cháu cốt lõi của Thác Cổ tộc. Anh ta đương nhiên không biết con cháu cốt lõi của Thác Cổ tộc, bởi vì từ khi anh ta sinh ra, đã không đủ tư cách để đến thế giới của Thác Cổ tộc, vì vậy, anh ta không hề quen biết người con cháu cốt lõi đó của Thác Cổ tộc. Mà Thác Cổ tộc thực ra cũng chọn cách phớt lờ những người từ các nhánh xa xôi như anh ta, bởi vì huyết mạch của Thác Cổ tộc bọn họ vốn đã rất mỏng nên trực tiếp phớt lờ họ, thậm chí không coi họ là thành viên của Thác Cổ tộc. Nhưng dù vậy, Thác Cổ Nguyên vẫn tự hào mình là thành viên của Thác Cổ tộc, từ nhỏ, họ đã coi mình là thành viên của Thác Cổ tộc. Cũng hy vọng cố gắng một ngày nào đó thực sự được Thác Cổ tộc công nhận và chấp nhận. Nhưng vào lúc này, anh ta đã bị gạch tên rồi. Không chỉ mình anh ta còn hại cả nhánh của mình bị gạch tên. Đầu óc anh ta trống rỗng. Phải làm gì? Mất mát. Giờ phút này, họ Thác Cổ, mà anh ta từng kiêu hãnh đã bị tước đoạt, còn liên lụy cả người trong tộc mình. Nhất thời, anh ta cảm thấy hụt hẫng không biết làm thế nào. Mà xung quanh, một nhóm người đứng xem lại cười lớn, tiếng cười thực sự rất chói tai. Đặc biệt là Lăng Lịch, anh ta cười lớn nói, phân nhánh gặp nhánh chính, nhưng lại không quen biết nhánh chính. Đúng là buồn cười thật. Vừa nói, anh ta lại nhìn Diệp Quân cười lớn nói, còn ngươi, cái gì mà Thác Cổ Dương Quân? Ngươi cũng xứng với hai chữ Thác Cổ sao? Diệp Quân không thèm để ý tới Lăng Lịch, đi tới trước mặt Thác Cổ Nguyên,
Lúc này, sắc mặt Thác Cổ Nguyên trắng bệch. Diệp Quân cười nói, nếu bị gạch tên, vậy thì có thể thành lập một tộc riêng. Thác Cổ Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cay đắng nói, Dương huynh, thật xin lỗi. Làm liên lụy huynh bị người ta cười nhạo. Diệp Quân lắc đầu, cái gì mà cười nhạo với không cười nhạo, ta biết huynh có ý tốt. Thác Cổ Nguyên thở dài thật sâu, bây giờ ta đã trở thành kẻ có tội trong gia tộc. Cũng trở thành trò cười của mọi người. Diệp Quân nghiêm túc nói, Thác Cổ huynh, đừng nghĩ như vậy. Thác Cổ tộc mất huynh, không phải huynh tổn thất, mà là bọn họ tổn thất. Thác Cổ Nguyên biết hắn đang tự an ủi mình, cười khổ. Tổn thất. Cách đó không xa, Lăng Lịch nghe được những lời Diệp Quân nói, liền bật cười lớn, đúng là buồn cười. Diệp Quân đột nhiên quay người nhìn Lăng Lịch, quỳ xuống. Thụp. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai chân Lăng Lịch mềm nhũn quỳ xuống, không gian liền bị cái quỳ của anh ta làm cho lõm xuống. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, lần lượt nhìn Diệp Quân cách đó không xa, như đang nhìn một con quỷ. Vô Vân Tại và Ngưỡng Tăng cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Quân. Còn Nam Thiếu thì nheo mắt lại, trong lòng cảnh giác. Nụ cười trên mặt Thác Cổ Lâm lúc này cũng biến mất, không chỉ có ông ta mà những người xung quanh còn đang cười nhạo cũng lần lượt im miệng, biểu cảm ngưng trọng. Thực lực của Lăng Lịch không hề yếu, gần với phá thần. Nhưng bây giờ, bị một câu nói của người khác mà quỳ xuống. Người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt rốt cục là thần thánh phương nào? Mà lúc này Lăng Lịch hoàn toàn ngây ra, anh ta thậm chí còn không nhận ra mình đã quỳ xuống như thế nào. Điều đáng sợ nhất là anh ta quỳ xuống mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Lúc này anh ta mới định thần lại, vừa rồi có một khoảnh khắc, có một sức mạnh vượt xa đại đạo của anh ta trực tiếp trấn áp anh ta. Đại đạo trấn áp. Hơn nữa, đại đạo trấn áp này là một phương thức đặc biệt đè lên người anh ta, cảm giác như anh ta và đối phương không ở cùng một thời không. Đối phương dường như đã áp chế anh ta vào một thời điểm nào đó trong tương lai, mới khiến anh ta không kịp phản ứng mà quỳ xuống. Anh ta muốn đứng dậy, nhưng lại kinh hãi phát hiện mình căn bản không thể đứng dậy. Đại đạo đó như hàng triệu ngọn núi đè lên anh ta, đến ý nghĩ phản kháng anh ta cũng không có được. Lúc này, anh ta thực sự hoảng sợ. Anh ta biết rằng mình đã gặp một người giả vờ yếu đuối rồi. Anh ta nhìn Diệp Quân, lúc này, anh ta không dám cứng miệng. Lúc này mà còn cứng miệng, chắc chắn là muốn chết. Cứ ngoan ngoãn quỳ ở đây, tùy cơ ứng biến. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi lúc này cũng kinh ngạc nhìn Diệp Quân. Họ không biết thực lực của Diệp Quân lại, kinh khủng như vậy. Vị huynh đệ này là giả vờ yếu đuối à? Chỉ có anh huynh muội Mộ Tinh Hà là bình tĩnh nhất. Phải biết, cả đám người yêu nghiệt trẻ tuổi của Văn Minh Quần Tinh bọn họ bao vây tấn công Diệp Quân cũng không đánh lại được. Vị đại ca này là phá vòng giả. Ngoại trừ mấy người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ của năm nền văn minh tối cao, anh ta cảm thấy rằng rất ít người trong thế hệ trẻ có thể đánh bại được đại ca này. Người rốt cục là ai? Đúng vào lúc này, Thác Cổ Lâm ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, thực lực mà Diệp Quân thể hiện vượt xa dự liệu của ông ta, mà điều khiến ông ta lo lắng nhất là lúc này ông ta mới nhận ra rằng ông ta thậm chí không thể nhìn thấu cảnh giới của Diệp Quân. Điều này khiến ông ta nhận ra có điều gì đó không ổn, trên thế giới này luôn có một số người có khẩu vị khác thường, thích giả vờ yếu đuối. Đương nhiên, ông ta cũng chỉ là thận trọng một chút, chứ không hề lo sợ, bởi vì ngoại trừ năm nền văn minh tối cao, những người mà Thác Cổ tộc không thể đắc tội. Cũng chẳng có mấy người, mà người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt hiển nhiên không phải là một trong những người đó. Diệp Quân không thèm để ý đến Thác Cổ Lâm, mà quay lại nhìn đám người Mộ Tinh Hà, chúng ta đi thôi. Đi. Đám người Mộ Tinh Hà đều ngây ra. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Mộ Tinh Hà do dự một chút, sau đó nói, đại ca, cứ như vậy mà đi. Không coi bọn họ là người sao? Mọi người. Diệp Quân gật đầu, cười nói, không thì ngươi muốn đi như nào? Mộ Tinh Hà liếc nhìn đám người tụ tập ở đằng xa, không nói gì. Diệp Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người tụ tập ở nơi xa. Khẽ mỉm cười, ai ra tay, người đấy chết. Vừa nói, hắn vừa dừng lại một chút, rồi lại nói, không đùa. Mọi người. Ai ra tay, người đấy chết. Lời này vừa dứt, hiện trường đột nhiên náo động lên. Ngao man. Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người có mặt,
nhưng đáng ngạc nhiên là không có ai đứng ra tra hỏi hay khiêu khích mà ngược lại, vẻ mặt của mọi người có mặt đều trở nên ngưng trọn và sợ hãi, còn có tò mò. Những người có thể đến đây đều là những thiên tài hàng đầu của các nền văn minh khác nhau, cho dù là thực lực hay trí tuệ, họ đều phải vượt qua ải. Theo họ thấy, người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt không chỉ được vị thần tối cao công nhận mà còn có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với rất nhiều cường giả của các nền văn minh quyền lực, coi tất cả cường giả như thể chẳng là gì cả. Đây không phải là người bình thường, hoặc là thực lực bản thân mạnh vô địch, hoặc là thực lực gia đình mạnh vô địch. Ai bước ra lúc này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Diệp Quân dẫn theo mấy người đi về phía xa, trên người hắn không có khí thế ngạo mạn, ngược lại rất nho nhã, giống như một thư sinh vậy, không cảm nhận được chút sắc bén nào. Tuy nhiên chính vì vậy, những người ở hiện trường càng ngày càng sợ hãi, không dám ra tay. Sắc mặt của các cường giả nam tộc lúc này đều vô cùng khó coi, bọn họ đương nhiên nhận ra Diệp Quân không hề đơn giản, ai cũng có thể không ra tay, nhưng bọn họ không thể không ra tay, vì nếu cứ để đám người Diệp Quân đi như thế này thì nam tộc bọn họ chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, bọn họ biết rất rõ, mọi người xung quanh sẽ không dễ dàng từ bỏ thần khí tối cao, chỉ cần có người dẫn đầu, những người này nhất định sẽ xông lên. Đương nhiên, điều kiện là phải ngăn cản được đợt công kích thứ nhất của Diệp Quân, hắn không phải đã nói, ai ra tay sẽ chết sao? Chỉ cần có người ra tay nhưng không chết, mọi người có mặt tại hiện trường sẽ không còn chút dè chừng nào nữa, mọi người sẽ xông vào xé xác hắn thành từng mảnh. Tất nhiên, có một câu hỏi, ai sẽ đi trước? Nam Thiệu quay lại nhìn một thanh niên trong tộc ở bên cạnh, vẻ mặt của thanh niên đó thay đổi ngay lập tức khi thấy Nam Thiệu nhìn mình. Chết tiệt! Ngươi bảo ta lên! Lăng Lịch bị một câu nói của người đó mà bị áp chế quỷ ở đó, thực lực của ta còn yếu hơn anh ta, ngươi bảo ta lên! Nam Thiệu nhìn chằm chằm thanh niên quả quyết lắc đầu. Mặc dù như vậy sẽ đắc tội Nam Thiệu, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là mất mạng. Hơn nữa ngươi đã muốn ta đi chết, tại sao ta phải lấy lòng ngươi? Nhìn thấy thanh niên lắc đầu, Nam Thiệu không hề tức giận, quay đầu nhìn Thác Cổ Lâm cách đó không xa. Lâm huynh, có người mạo danh Thác Cổ tộc của huynh để hành sự, việc này lẽ nào huynh không quản sao? Thác Cổ Lâm bình tĩnh nói, Nam Thiệu, đừng dở trò đó. Không ai là kẻ ngốc cả. Nam Thiệu hỏi, cùng lên chứ? Thác Cổ Lâm nhìn người dẫn đầu Diệp Quân ở xa, trầm ngâm một lát rồi nói, người này đang giả vờ yếu đuối, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Lúc đầu ông ta không hiểu thực lực của Diệp Quân, vì vậy ông ta có chút khinh thường, nhưng khi nhìn thấy một câu nói của Diệp Quân khiến cho Lăng Lịch bị trấn áp quỳ xuống, cộng với sự khuất phục của thần khí tối cao, ông ta liền ý thức được người này nhất định là không phải người bình thường. Nhất là khi người này đối mặt với hai thiên tài bản vô tông và khổ môn, hắn vẫn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không hề sợ hãi, ông ta liền hiểu rằng, người đàn ông này không những thực lực bản thân không đơn giản, mà thế lực đằng sau e là cũng không hề đơn giản. Mặc dù các thiên tài thế hệ trẻ của mấy nền văn minh tối cao, ông ta đều biết, và phần lớn đều quen biết, nhưng thiên tài của hai nền văn minh tối cao mà ông ta không biết một chút nào, đó là Tiên Bảo Các và Quan Huyên Vực. Nghĩ tới đây, thần sắc Thác Cổ Lâm đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu ngộ nhỡ, ông ta không dám nghĩ xa hơn, nhưng ông ta đã quyết định không thể nhúng tay vào chuyện này, phải kịp thời ngăn chặn tổn thất. Con người đôi khi có thể ngu ngốc, nhưng không thể ngu ngốc mãi mãi. Thác Cổ Lâm nhìn Nam Thiệu với vẻ mặt âm trầm cách đó không xa, ông ta biết đối phương nhất định không muốn nhượng bộ, vì vậy ông ta nhắc nhở, Nam Thiệu huynh, vừa rồi hắn không hề giết Lăng Lịch, mà chỉ trấn áp anh ta. Điều này có nghĩa là hắn không có ý muốn trở thành kẻ thù của nam tộc các huynh, chỉ là đưa ra một lời cảnh cáo, nhưng nếu huynh lại ra tay, vậy thì là muốn kéo cả nam tộc huynh xuống nước rồi. Nam Thiệu im lặng, ông ta đương nhiên biết nếu mình lại ra tay, có nghĩa là hai bên sẽ đánh nhau đến chết mới thôi. Thần khí tối cao, mặt mũi, sắc mặt Nam Thiệu có vẻ bất an. Lúc này, Lăng Lịch vẫn đang quỳ trên mặt đất đột nhiên run giọng nói, đại ca, bỏ đi. Nam Thiệu nhìn Lăng Lịch vội vàng nói, đánh không lại, đánh không lại. Anh ta vẫn luôn chống cự lại sức mạnh đại đạo đó, nhưng không có tác dụng gì. Nếu Nam Thiệu ra tay, anh ta không biết kết cục sẽ như thế nào, nhưng anh ta biết người chết đầu tiên là anh ta. Mẹ kiếp, hay là đầu hàng đi. Tính mạng quan trọng. Nam Thiệu nhìn chằm chằm Diệp Quân, do dự một lát, cuối cùng lựa chọn không ra tay. Mà những người đang quan sát xung quanh thấy hai gia tộc thần linh siêu cấp không dám ra tay, đương nhiên cũng lần lượt không dám ra tay.
thánh khí tối cao mặc dù rất hấp dẫn nhưng vẫn không quan trọng bằng tính mạng. Nhìn thấy xung quanh không có ai ra tay, Thác Cổ Nguyên và những người bên cạnh Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười khúc khích, ai ra tay, người đấy chết. Khẩu khí cũng lớn đấy. Vi viết hoa. Mọi người nghe xong liền lần lượt quay đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy cách đó hàng trăm trượng, một người đàn ông đang chậm rãi đi đến, người đàn ông mặc áo bào màu tím, dáng vẻ rất cao quý. Khi ông ta bước đến, mọi người trên hiện trường lập tức kêu lên, Văn Minh Thần Đạo. Văn Minh Thần Đạo. Nghe được những lời này, sắc mặt Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi bên cạnh Diệp Quân lập tức tái nhợt, vẻ mặt Mộ Tinh Hà cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Văn Minh Thần Đạo. Đây là nền văn minh cổ trong vũ trụ nguyên thủy, cũng là nền văn minh tối cao đầu tiên đến vũ trụ nguyên thủy. Nền tảng của nó sâu sắc đến mức không ai biết được. Nhìn thấy người đang đến, Nam Thiệu đột nhiên trở nên phấn khích. Ông ta vội vàng bước đến trước mặt người đàn ông đó, tuy ông ta muốn cố gắng giữ thái độ bình thường, nhưng khoảng cách thân phận lớn giữa bọn họ vẫn khiến ông ta bất giác cúi người xuống, Kỳ huynh. Thần đạo Kỳ. Trong thần đạo tộc, đây là đệ tử trực tiếp. Trong thế hệ trẻ của thần đạo tộc, đó thuộc vào nhân vật cốt cán. Thần đạo Kỳ liếc nhìn Lăng Lịch đang quỳ cách đó không xa, cười nói, Nam Thiệu, ngươi gặp khó khăn sao? Chúng ta là bằng hữu, gặp khó khăn không thông báo cho bằng hữu là không tốt. Nam Thiệu lập tức hiểu được đối phương muốn chiếm thần khí tối cao đó, vội vàng nói, Kỳ huynh, mật cảnh này vốn là do nam tộc chúng ta và bản vô tông, cùng với khổ môn phát hiện trước, nhưng lòng nhân từ của chúng ta đã cho phép đám người này vào. Nhưng không ngờ bọn họ lại chiếm lấy thánh vật tối cao, đồng thời trấn áp người của ta bắt anh ta phải quỳ. Xin huynh hãy chủ trì công đạo. Vốn dĩ ông ta không có tự tin, nhưng lúc này, ông ta lại ngập tràn sự tự tin. Dù ngươi có lợi hại đến đâu, cũng có thể lợi hại hơn thần đạo tộc sao? Nghe được những lời Nam Thiệu nói, thần đạo Kỳ liếc mắt nhìn đám người Diệp Quân, sau đó nhìn về phía Vô Vân Tại và Ngưỡng Tăng cách đó không xa, cười nói, hai vị, đã lâu không gặp. Vô Vân Tại cười nói, thần đạo Kỳ, bằng hữu của ngươi nói không thành thật lắm. Cấm địa này tuy là do chúng ta phát hiện ra, nhưng nếu không có công tử đây phá phong ấn thì chúng ta sẽ không thể xuống được. Hơn nữa lúc chúng ta ở bên trên cũng đã nói, chỉ cần anh ta có thể phá phong ấn, mọi người sẽ chia sẻ nơi này. Còn về người bị trấn áp, chỉ là hắn muốn chiếm bảo vật của người ta, nhưng kỹ năng của hắn không bằng, ngược lại còn bị trấn áp, thực ra cũng coi như tự mình chuốc lấy. Nghe được những lời của Vô Vân Tại, đám người Thác Cổ Nguyên đứng cách đó không xa cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may người này công đạo. Sắc mặt Nam Thiệu có chút khó coi, nhưng ông ta cũng không dám nói gì. Ông ta cũng không dám đắc tội hai người này. Thần đạo Kỳ không nghe theo lời của Vô Vân Tại mà hỏi, hai vị không có hứng thú với thánh khí tối cao này à? Vô Vân Tại nói, đương nhiên là có hứng thú. Hai người chúng ta ở lại đây chưa đi là vì muốn nhìn thấy thánh khí tối cao này. Xem rốt cục nó là thánh khí tối cao gì, nhưng chúng ta không hề có ý định chiếm đoạt nó cho riêng mình. Ngưỡng Tăng gật đầu, biểu thị tán đồng. Khi thần đạo Kỳ đang định nói, Diệp Quân đột nhiên cười nói, hai vị muốn xem thì cũng đơn giản. Vô Vân Tại nhìn Diệp Quân, cười nói, vị huynh đài này có đồng ý không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên, nhưng, chỉ có thể cho hai vị xem, người khác muốn xem thì không được. Đối. Nghe những lời Diệp Quân nói, sắc mặt mọi người đều thay. Câu này chính là nhằm vào thần đạo Kỳ. Mẹ kiếp, thật to gan, lại dám nhắm vào thần đạo tộc. Thần đạo Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó dần trở nên lạnh lùng. Chưa từng có ai dám không nể mặt thần đạo tộc. Chưa bao giờ có. Nhưng thần đạo Kỳ không hề tấn công, chỉ mỉm cười, phong thái vẫn như cũ. Vô Vân Tại liếc nhìn thần đạo Kỳ, sau đó lại nhìn Diệp Quân. Cười nói, Dương huynh, vậy thì xin đa tạ. Vừa nói, anh ta vừa mở lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một chiếc lá, từng đạo ánh sáng xanh xuất hiện, ngay sau đó, Diệp Quân, anh ta và Ngưỡng Tăng liền xuất hiện ở một thời không đặc biệt. Diệp Quân nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được ở đây, cảm quan và thần hồn của hắn đã tăng lên hơn 10 lần, đầu óc minh mẫn hơn bao giờ hết. Vô Vân Tại cười nói, đây là Bồ Đề Diệp giới. Là thế giới đặc biệt mà tự ta tu luyện ra, ở trong này có thể tăng tính giác ngộ lên rất nhiều. Diệp Quân gật đầu, thì ra là vậy. Vừa nói, hắn vừa mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm trong bức tranh xuất hiện trước mặt hai người không xa. Nhìn thấy thanh kiếm trong bức tranh, trong mắt Vô Vân Tại và Ngưỡng Tăng hiện lên một tia kinh ngạc,
hai người tiến lại gần và nhìn kỹ nó. Ngưỡng Tăng đột nhiên nói, ta có thể sờ được không? Diệp Quân. Ngưỡng Tăng nhìn Diệp Quân với vẻ mặt thành thật. Diệp Quân cười nói, đương nhiên có thể. Ra ta. Ngưỡng Tăng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm, dưới sự chỉ dẫn của Diệp Quân, thanh kiếm không phản kháng và để Ngưỡng Tăng chạm vào nó. Sau một lúc, Ngưỡng Tăng và Vô Vân Tại nhìn nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc. Vô Vân Tại nhìn Diệp Quân, biểu cảm ngưng trọng nói, đây là thần vật đến từ thời đại viễn cổ, Dương huynh cơ duyên tốt, nó lại nguyện ý thừa nhận huynh là chủ nhân. Diệp Quân cười nói, vận may tốt. Vô Vân Tại biết là hắn khiêm tốn, lập tức mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, Dương huynh, thực lực thần đạo kỳ đó không yếu, lòng dạ lại hẹp hòi, huynh hãy thận trọng. Nói xong, anh ta rút lui khỏi thế giới này. Mấy người đã quay trở lại hiện trường. Diệp Quân nhìn thần đạo kỳ ở cách đó không xa, cười nói, người muốn cướp đi sao? Thần đạo kỳ mỉm cười nói, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì nếu ta không cướp chẳng phải sẽ rất mất thể diện sao? Cho nên, theo như người mong muốn, hôm nay ta sẽ cướp nó. Ăn miếng trả miếng. Nghe được những lời hai người nói, sắc mặt những người ở xung quanh hiện trường đều lần lượt thay đổi. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi bên cạnh Diệp Quân lúc này mới thực sự hoảng sợ. Người trước mặt không phải là người Nam Thiệu có thể so sánh được, đối phương là văn minh tối cao. Một câu nói của đối phương đủ để hủy diệt họ, thậm chí toàn bộ nền văn minh của họ. Trong mắt những người như thế này, toàn bộ nền văn minh của họ không khác gì loài kiến. Sắc mặt Mộ Tinh Hà lúc này cực kỳ khó coi. Anh ta không sợ nền văn minh thần linh siêu cấp, nhưng nền văn minh tối cao này. Anh ta biết nếu đứng về phía Diệp Quân, nền văn minh quần tinh rất có thể sẽ bị diệt vong. Nhưng bây giờ rời đi, quả thật là không chút nghĩa khí. Mộ Tinh Hà liếc nhìn muội muội của mình. Nếu muội muội rời đi, anh ta có thể lợi dụng tình thể mà. Sau khi nhận được tín hiệu của Mộ Tinh Hà, Mộ Tinh Thần hiểu ý, lập tức bước ra ngoài, giơ cây cung lớn trong tay lên và nói lớn, văn minh thần đạo ngươi muốn đánh thì đánh, văn minh quần tinh chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Chết tiệt! Mộ Tinh Hà trực tiếp ngã xuống đất. Mạc Tinh Hà thật sự sắp phát điên luôn rồi. Bắt đầu đấu với nền văn minh thần đạo. Cách thể hiện của bản thân có vấn đề gì à? Nàng ấy hiểu nó như thế nào? Đây là muội muội ruột của mình đó sao? Sao không có chút hiểu ngầm nào hết vậy? Xong rồi. Mạc Tinh Hà mặt như đám cho tàn, hoàn toàn xong đời rồi, nắp quan tài của các lão tổ tiên có lẽ là không thể nào đè nổi nữa rồi. Mà khi nghe thấy lời mà Mạc Tinh Thần nói, mọi người xung quanh nơi đó cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không thể tin nổi nhìn Mạc Tinh Thần vẻ mặt đằng đằng sát khí đang cầm cung tên trong tay. Giờ làm sao có thể gây hấn với nền văn minh thần đạo? Nền văn minh quần tinh điên hết rồi à? Diệp Quân cũng có hơi ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Mạc Tinh Thần, Mạc Tinh Thần cực kỳ nghiêm túc, nàng ấy không phải đang đùa. Mà Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi nhìn nhau một cái, hai người đều cảm thấy Mạc Tinh Thần đúng là điên rồi. Đương nhiên. Bây giờ bọn họ cũng gặp phải một vấn đề, đó là phải phủi sạch quan hệ với Diệp Quân ngay lập tức, hay là giống như Mạc Tinh Thần vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ bạn bè. Giờ phút này, nội tâm bọn họ trước nay chưa từng dãy dụa và cũng từng phải suy nghĩ nhiều đến vậy, lương tâm nói cho bọn họ biết, bây giờ phủi sạch quan hệ với Diệp Quân, thật sự không tốt lành gì, đừng nói người khác, chính bản thân cũng cực kỳ khinh thường loại hành vi vứt bỏ bạn bè vào thời khắc khó khăn như này. Nhưng hiện thực lại nói cho bọn hắn biết. Nếu như không phủi sạch quan hệ với Diệp Quân thì bọn hắn không thể đắc tội với thần đạo tộc, điều này không chỉ có sẽ liên lụy đến bản thân mà còn có thể liên lụy đến các tộc nhân và nền văn minh của mình. Cái loại tội danh này bọn hắn và gia tộc bọn hắn làm sao gánh nổi. Lúc này đang có hai giọng nói đang điên cuồng đánh nhau vang lên trong đầu của hai người, cũng bởi vì điều này mà tinh thần của hai người vào giờ phút này cực kỳ thống khổ. Thậm chí cả Mạc Tinh Hà, giờ phút này hắn ta cũng đã cực kỳ tuyệt vọng. Gương vỡ khó lành. Muội muội đã nói ra những lời như thế rồi, bây giờ còn có thể thu hồi lại được nữa sao? Đương nhiên là không thể thu hồi lại được rồi. Vào giờ phút này thì có sợ hãi cũng không ích gì, nếu đã như vậy rồi thì cứ to gan mà làm tới cùng đi. Không phải chỉ là nền văn minh thần đạo thôi sao? Cùng lắm thì cùng chết mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn ta trực tiếp đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía thần đạo kỳ kia. Trong ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm, huynh muội chúng ta biết gia tộc thần đạo rất mạnh, chúng ta cũng biết, bây giờ nếu như vứt bỏ bạn bè,
quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ có thể có một con đường sống, nhưng ta nói cho ngươi biết, nền văn minh quần tinh của chúng ta vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ bạn bè, cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Lời vừa nói ra, những cường giả vây xem nhất thời lộ ra vẻ mặt kính nể. Tuy rằng bọn họ cảm thấy nền văn minh quần tinh căn bản không phải đối thủ của nền văn minh thần đạo, nhưng không thể không nói, hai người của nền văn minh quần tinh lại cực kỳ có nghĩa khí, cũng rất chính trực. Mà khi nghe thấy lời nói của Mạc Tinh Hà, mặt của hai người Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi đột nhiên cảm thấy hơi rát, nơi sâu nhất trong lòng họ dâng lên một cảm giác hổ thẹn, hai người họ nhìn nhau, nỗi hổ thẹn trong mắt họ đột nhiên biến thành sự kiên định. Khi Thác Cổ Nguyên nhìn thấy sự kiên định trong mắt Tiêu Nguyên Khởi, hắn ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng, vị Tiêu huynh này chính là huynh đệ vào sinh ra tử của Diệp Quân, vào những lúc như thế này, thân là huynh đệ vào sinh ra tử, Diệp Quân chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ chứ. Diệp Quân, đây chính là thiếu các chủ của Tiên Bảo Các. Là huynh đệ vào sinh ra tử của Diệp Quân, Tiêu Nguyên Khởi chắc chắn có cách thức liên lạc của mình, mà chỉ cần Diệp Quân hiện thân, chỉ với một câu chắc chắn là có thể giải quyết chuyện trước mắt, dù sao, Diệp Quân là thiếu các chủ. Mà tên thần đạo kỳ này chỉ là đệ tử ruột của chủ gia, cũng không phải là thiếu chủ của nền văn minh thần đạo. Khái niệm này đối với một người đã tuyệt vọng như Mạc Tinh Hà mà nói chính là một cọng rơm cứu mạng, trong mắt hắn ta nổi lên một tia hy vọng. Mà Tiêu Nguyên Khởi khi nhìn thấy vẻ kiên định và hy vọng trong mắt Thác Cổ Nguyên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta vốn còn có chút hoài nghi về mối quan hệ giữa Thác Cổ Nguyên và Diệp Quân, nhưng xem ra bây giờ người này có lẽ đúng là huynh đệ của Diệp Quân, nếu không sẽ không có thái độ như vậy. Theo hắn ta thì nếu Diệp Quân đã là huynh đệ với Thác Cổ Nguyên vậy thì chắc chắn sẽ có cách thức liên lạc với Diệp Quân, chỉ cần Diệp Quân hiện thân thì không phải chỉ cần một câu nói thì mọi chuyện sẽ đâu ra đấy rồi sao? Đến lúc này trong mắt hắn ta đã xuất hiện sự hy vọng. Giờ đây hai người đã nhìn thấy hy vọng trong mắt đối phương cho nên đã không hẹn mà cùng nhau đi ra ngoài. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi đi đến bên cạnh Diệp Quân. Hắn không nói gì nhưng thái độ đã nói lên tất cả. Chân trời, Thác Cổ Lâm nhìn thấy Thác Cổ Nguyên đi ra, vội nói, hắn ta không phải người của Thác Cổ tộc ta. Hắn ta vậy mà dám sợ hãi trước Diệp Quân, không dám tiếp tục ra tay nhưng hắn ta lại càng sợ thần đạo tộc hơn, bởi vậy khoảnh khắc khi nhìn thấy Thác Cổ Nguyên lại dám đứng bên cạnh Diệp Quân, hắn ta không thể không lên tiếng biểu thị Thác Cổ Nguyên không còn bất cứ mối quan hệ nào với Thác Cổ tộc nữa. Giờ phút này sự chính trực của Thác Cổ Nguyên cũng xuất hiện, hắn ta nhìn Thác Cổ Lâm không hề sợ hãi, trong cơ thể ta đang chảy dòng máu của Thác Cổ tộc, điều này không phải chỉ cần một câu nói của bất kỳ ai cũng có thể thay đổi được mà Thác Cổ Lâm ngươi cũng không thể thay mặt cho Thác Cổ tộc được. Thác Cổ Lâm trực tiếp cắt đứt lời nói của Thác Cổ Nguyên, huynh của ta là thiếu chủ của Thác Cổ tộc, ngươi nói ta có thể thay mặt cho Thác Cổ tộc được không? Thác Cổ Nguyên cũng trực tiếp cắt đứt lời nói của Thác Cổ Lâm, nếu Thác Cổ tộc không dung cho chi của ta, vậy thì chi này của ta chỉ có thể rời khỏi Thác Cổ tộc, làm một trang gia phả mới. Làm một trang gia phả mới. Đờm. Biểu cảm của tất cả mọi người có mặt ở đó khi nghe thấy lời nói của Thác Cổ Nguyên đều trở nên kỳ quái, con mẹ nó, ngươi thật là dũng cảm. Hỗn láo. Thác Cổ Lâm giận dữ nhìn Thác Cổ Nguyên, nếu ngươi đã bị lấy lại họ Thác Cổ vậy thì sau này không được dùng cái họ Thác Cổ này nữa. Thác Cổ Nguyên cả giận nói. Họ chính là do tổ tông ban tặng, cũng không phải ngươi ban tặng, ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy. Dương huynh, lời mà ta nói có lý chứ? Lúc này Diệp Quân cũng lấy lại tinh thần, nghe thấy lời nói của Thác Cổ Nguyên thì gật đầu thể hiện sự ủng hộ, có lý. Vì thế mà sắc mặt của Thác Cổ Lâm càng khó coi hơn, hắn ta nhìn Diệp Quân một cái cuối cùng vẫn không dám ta tay chỉ có thể nhìn một cách hận thù về phía Thác Cổ Nguyên. Thác Cổ Nguyên giờ phút này đã bất chấp tất cả. Cả đời sống cẩn thận từng ly từng tí, chỗ nào cũng cần cẩn thận, đến lúc này rồi thì hắn cũng không muốn phải chịu nhịn nhục nữa. Lúc này nói, ta thay mặt cho Tân Thác Cổ tộc muốn nói, Tân Thác Cổ tộc vĩnh viễn không vứt bỏ bạn bè. Mọi người. Tiêu Nguyên Khởi khi nghe thấy lời mà Thác Cổ Nguyên nói cũng như được tiêm máu gà, máu toàn thân sôi sục, anh ta đứng lên, Tiêu gia Bắc Thành ta cũng không bao giờ vứt bỏ bạn bè. Nhìn thấy hai người như vậy. Mạc Tinh Hà vốn còn có chút hoài nghi về chuyện hai người này có quan hệ với Diệp Quân thật hay không. Nhưng giờ phút này, hắn ta đã không còn hoài nghi gì nữa, hai người này chắc chắn có quan hệ với Diệp Quân, nếu không, căn bản không thể nào kiêu ngạo như. Phải biết rằng, họ đang phải đối mặt với thần đạo tộc đó. Tốt, tốt.
Thần Đạo Kỳ đột nhiên cười phá lên, ánh mắt của hắn ta quét qua đám người đứng bên cạnh Diệp Quân, ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Mạc Tinh Thần, vừa rồi là ngươi nói, thần đạo tộc ta muốn chiến thì cứ chiến, đúng không? Mạc Tinh Thần không hề sợ hãi, đúng. Thần Đạo Kỳ đột nhiên nói, người đâu? Rầm. Phía sau hắn ta, thời không nứt toạc, một thân ảnh đen bay ra. Thần Đạo Kỳ nhìn Mạc Tinh Thần, truyền lệnh nền văn minh quần tinh, nếu hai người này có thể đại diện cho nền văn minh quần tinh, vậy thì từ giờ phút này trở đi người của thần đạo tộc ta gặp người của nền văn minh quần tinh thì cứ giết, giết đến khi nào nền văn minh quần tinh tuyệt chủng thì thôi. Tuân lệnh. Dứt lời, thân ảnh đen kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hướng về phía thời không phương bắc một chút, một luồng lệnh thần đạo trực tiếp nghiền nát hư không, hơn nữa mạnh mẽ đập nát kết giới văn minh của nền văn minh quần tinh, sử dụng cách thô bạo nhất đi tới thế giới văn minh quần. Mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc khi nghe lời nói của thần đạo kỳ. Hủy diệt văn minh. Hiển nhiên, thiên tài của gia tộc thần đạo đã tức giận và muốn ra oai. Nhưng điều này cũng bình thường, trong những năm qua, với tư cách là nền văn minh tối cao, nền văn minh thần đạo có từng bị người khác khiêu khích trực diện như vậy không? Lần này nếu không giết chóc để ra oai thì sau này thật sự sẽ không còn ai coi trọng nền văn minh thần đạo. Nền văn minh quần tinh xong đời rồi. Vào lúc này, những người đang vây xem tại hiện trường về cơ bản đều nghĩ như vậy, lửa giận của nền văn minh tối cao này chắc chắn không phải là thứ mà các nền văn minh bên dưới có thể chịu đựng được. Chấm. Nền văn minh quần tinh. Khi pháp lệnh của gia tộc thần đạo đến nền văn minh quần tinh, lúc này người dân của nền văn minh quần tinh cũng biết được đầu đuôi câu chuyện, tất cả các cường giả hàng đầu của nền văn minh quần tinh đều tụ tập lại trong đại điện. Người cầm đầu là Mạc Lăng, tộc trưởng hiện tại của nền văn minh quần tinh, sắc mặt ông ta u ám, trên người có một luồng áp lực lạnh lẽo bao trùm. Bên dưới, sắc mặt các trưởng lão của nền văn minh quần tinh lúc này trông cũng vô cùng khó coi. Một trưởng lão đột nhiên tức giận nói, hai huynh muội này quá kỳ cục. Bọn họ thực sự dám xúc phạm nền văn minh thần đạo vì một người không rõ lai lịch, thực sự đáng chết, họ. Hỗn xược. Người cầm đầu Mạc Lăng trực tiếp đứng dậy. Ông ta nhìn chằm chằm vào trưởng lão đang nói, người nói lại lần nữa xem. Tên trưởng lão kia sợ hãi đến mức run rẩy, không dám nói gì. Những cường giả của nền văn minh quần tinh trong điện cũng không dám nói gì. Mạc Lăng lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại hiện trường, đây là chuyện của hai người họ à? Thật vậy sao? Ông ta vừa dứt lời, một luồng áp lực kinh khủng đột nhiên lan tràn trong đại điện, khiến tất cả mọi người đều không thở được. Mạc Lăng đột nhiên nắm chặt tay phải, tức giận nói, chết tiệt, một tên đệ tử của nền văn minh thần đạo mà dám mắng nền văn minh quần tinh của chúng ta, còn đe dọa nếu chúng ta không cho họ một lời giải thích thì sau này gặp chúng ta một lần thì giết một lần, con mẹ nó, đúng là nền văn minh quần tinh của chúng ta không còn mạnh như thời kỳ đỉnh cao, nhưng không phải ai cũng có thể dẫm đạp được. Nói đến đây, giọng nói của ông ta đột nhiên lớn hơn, người đâu, lập tức truyền lệnh cho Tinh Hà và Tinh Thần trong di tích thần lăng. Nói với hai người họ ngay trước mặt mọi người, cho dù họ làm gì thì nền văn minh quần tinh của chúng ta sẽ luôn ủng hộ họ. Nhớ rõ, nhất định phải công bố quyết định của nền văn minh quần tinh chúng ta trước mặt mọi người. Tuân lệnh. Trong điện, có cường giả của nền văn minh quần tinh lập tức biến mất, phá vỡ hư không, hướng về di tích thần lăng. Trong điện, một số trưởng lão của nền văn minh quần tinh chần chừ muốn nói lại thôi, xúc phạm nền văn minh thần đạo không phải chuyện đùa. Mạc Lăng liếc nhìn mọi người trong điện rồi nói, chúng ta không bằng văn minh thần đạo, nhưng các vị phải nhớ rằng nếu sự can đảm của nền văn minh quần tinh chúng ta bị phá hủy chỉ vì một câu nói của người khác, vậy các người nghĩ rằng nền văn minh này còn có hy vọng sao? Chỉ là một đệ tử của nền văn minh thần đạo mà dám không coi người của nền văn minh quần tinh của chúng ta ra gì, nếu đã như vậy, tại sao chúng ta phải tôn trọng họ? Nền văn minh quần tinh của chúng ta thà chết đứng còn hơn sống hèn nhát. Nếu sợ nền văn minh thần đạo trả thù thì bây giờ các ngươi có thể rời khỏi nền văn minh quần tinh ngay lập tức. Trong điện, không có ai cử động. Một trưởng lão thấp giọng thở dài, tộc trưởng nói đúng, nếu chúng ta thật sự nhượng bộ chỉ vì một câu nói của một tiểu bối của nền văn minh thần đạo mà xử tử hai thiên tài tài năng nhất của chúng ta, thì nền văn minh quần tinh của chúng ta sẽ không thể ngẩng cao đầu trước các nền văn minh bên ngoài. Nghe những gì vị trưởng lão này nói, những trưởng lão khác trong điện cũng chợt bừng tỉnh. Ban đầu khi nghe tin Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần đã xúc phạm nền văn minh thần đạo vì một người không rõ lai lịch,
họ cực kỳ tức giận và muốn xử tử hai người ngay lập tức để cho nền văn minh thần đạo một câu trả lời. Sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ, họ nhận ra rằng nếu thực sự làm như vậy thì nền văn minh quần tinh sẽ thực sự kết thúc. Một nền văn minh không có can đảm và quyết tâm thì chắc chắn sẽ không có tương lai, và chắc chắn sẽ bị những người khác coi thường. Hơn nữa, nếu người khác thấy người hèn nhát, không có quyết tâm như vậy, sau này kẻ ức hiếp ngươi không chỉ có nền văn minh thần đạo. Tóm lại chỉ có một câu, khinh người quá đáng. Các tiểu bối tranh đấu với nhau, nhưng đối phương lại muốn trực tiếp tiêu diệt nền văn minh. Người cầm đầu Mạc Lăng đột nhiên nói, đi đến vùng đất tổ tiên, nếu nền văn minh thần đạo dám ỷ lớn hiếp nhỏ tinh hà và tinh thần, nền văn minh quần tinh của chúng ta sẽ bằng mọi giá tàn sát đám thiên tài của nền văn minh thần đạo. Nói xong, ông ta dẫn một nhóm trưởng lão của nền văn minh quần tinh đi đến vùng đất tổ tiên, đó là nơi an nghỉ của các tổ tiên của nền văn minh quần tinh và là con át chủ bài cuối cùng của nền văn minh này. Đối mặt với nền văn minh thần đạo, nếu không đánh thì thôi, nếu đánh thì phải đánh cho ra trò. Chấm. Di tích thần lăng. Sắc mặt Mạc Tinh Hà lúc này có chút tái nhợt, hắn ta khác với muội muội của mình, nàng ta chưa bao giờ suy nghĩ mọi chuyện một cách phức tạp, lúc cần đánh thì đánh, cần làm thì làm, luôn luôn vô tư như vậy. Nhưng hắn ta không thể, hắn ta biết sự việc nghiêm trọng đến thế nào. Bùm. Đúng lúc này, thời không ở nơi xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một ánh sao lao ra, sau đó, một ông lão xuất hiện tại đây. Người của nền văn minh quần tinh đến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông lão kia, ông lão gật đầu với Mạc Tinh Thần và Mạc Tinh Hà, sau đó quay đầu nhìn thần đạo kỳ, ông ta cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào thần đạo kỳ, tộc trưởng có lệnh, bất cứ quyết định gì của Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần, nền văn minh quần tinh của chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện. Mọi người, phải nói là tất cả mọi người xung quanh đều sốc. Mẹ nó, nền văn minh quần tinh này thật là can đảm. Ban đầu họ nghĩ rằng nền văn minh quần tinh sẽ nhượng bộ và xử tử Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần, dù sao thì đối phương là nền văn minh thần đạo. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng nền văn minh quần tinh sẽ trực tiếp đối đầu với nền văn minh thần đạo, mặc dù điều này không sáng suốt, nhưng phải nói là quá can đảm. Vào lúc này, những cường giả của các nền văn minh xung quanh đều nảy sinh sự kính nể đối với nền văn minh quần tinh, đồng thời cũng có phần hâm mộ Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần. Bởi vì họ biết rằng nếu họ xúc phạm đến những thiên tài của nền văn minh thần đạo, chắc chắn nền văn minh của họ sẽ hy sinh họ để xoa dịu cơn giận dữ của nền văn minh thần đạo. Cách đó không xa, thần đạo kỳ đột nhiên cười nói, được rồi, thật sự rất thú vị, nền văn minh quần tinh của các ngươi không có vận mệnh của nền văn minh tối cao, nhưng lại mắc bệnh của nền văn minh tối cao. Vì vậy hôm nay, hãy để nền văn minh thần đạo chữa trị cho các ngươi. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên duỗi một tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống, quỳ xuống. Bùm! Trước khi mọi người kịp phản ứng, chân của thần đạo kỳ đã mềm nhũn và trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt. Cái quái gì vậy? Thần đạo kỳ cũng bối rối. Diệp Quân nhìn thần đạo kỳ đã quỳ xuống và nói, chữa bệnh gì? Ngươi có thể nói lại cho ta nghe. Hỗn xược! Phía sau thần đạo kỳ, một ông lão giận dữ, ngươi dám xúc phạm nền văn minh thần đạo của ta. Diệp Quân bỗng nhiên chỉ vào ông ta, quỳ xuống. Bùm! Không ngoài ý muốn, ông lão kia trực tiếp bị một luồng thần pháp đại đạo khủng bố áp chế, lập tức quỳ xuống tại chỗ. Mọi người! Diệp Quân nhìn quanh rồi hỏi, còn có ai muốn quỳ xuống không? Xung quanh im lặng như chết. Lúc này, mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt. Thần đạo kỳ thực sự cứ vậy mà, quỳ xuống. Chết tiệt! Mẹ nó! Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Quân, trong mắt họ đều vẻ kinh ngạc, người này quá mạnh mẽ. Chắc chắn không phải người bình thường. Đây là đại lão. Đây chính là giả heo ăn thịt hổ. Đại lão này muốn, khoe khoang. Cách đó không xa, Phổ Vân Tại và Ngưỡng Tăng liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ nặng nề, lúc này họ cũng rất kinh ngạc, bởi vì sức mạnh của Lăng Lệ không thể so sánh được với thần đạo kỳ. Trong lòng hắn ta đã phá vỡ thần của chính mình, hơn nữa hắn ta còn đang tạo một vị thần cho bản thân. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn ta lại quỳ xuống mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Chẳng lẽ tên này là kẻ phá vòng?
Nghĩ đến đây, cả hai đều rất kinh ngạc. Một kẻ phá vòng trẻ như vậy. Hắn xuất hiện từ khi nào? Sao họ lại không hề biết tin tức gì cả? Kỳ lạ. Việc này thực sự kỳ lạ. Về phía Diệp Quân, lúc này Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khải cũng đều sửng sốt. Bọn họ không thể tin được nhìn Diệp Quân, thực lực của Dương Huynh, mạnh mẽ như vậy sao? Bắt ai quỳ thì người đó phải quỳ. Đây chính là, nói là làm, trong truyền thuyết. Lời nói đã thốt ra thì đó là pháp. Khi nào một thiên tài ở cấp độ này lại xuất hiện trong thủy vũ trụ? Tại sao trước đó không có tin tức gì? Nam Triệu bên cạnh thần đạo kỳ cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này, hắn ta chợt nhận ra rằng thiếu niên trước mặt có thể là người mà hắn ta không thể xúc phạm, nhưng cũng may nền văn minh thần đạo có thể hỗ trợ. Diệp Quân chậm rãi đi đến trước mặt thần đạo kỳ, hắn cúi đầu nhìn thần đạo kỳ, nói, hở ra là hủy diệt nền văn minh của người ta, người thật tài giỏi. Thần đạo kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt tràn đầy sự nhục nhã và tức giận, rốt cuộc ngươi là ai? Ngoài nhục nhã và tức giận còn có một chút sợ hãi, bởi vì vừa rồi hắn ta không hề có một chút sức phản kháng nào. Thực lực của người trước mặt vượt xa hắn ta. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm trong bức tranh kia xuất hiện trong tay hắn, hắn cúi đầu nhìn thần đạo kỳ, ngươi cho rằng ta giấu bức tranh này là vì sợ người khác biết sao? Không, ta sợ người khác biết sẽ tìm đường chết, giống kẻ ngu xuẩn như ngươi vậy. Mọi người. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn chung quanh. Trông ta không giống cao thủ sao? Mọi người. Diệp Quân khẽ lắc đầu, trò chơi cấp thấp, đúng là nhàm chán, ta hơi nhớ chủ nhân bút đại đạo, không có ông ta đột nhiên cảm thấy thật buồn chán. Chủ nhân bút đại đạo. Tiểu tháp. Diệp Quân thấy hơi mất hứng thú, hắn quay đầu nhìn đám người Thác Cổ Nguyên ở một bên, chúng ta đi thôi. Đám người Thác Cổ Nguyên gật đầu theo bản năng. Họ hoàn toàn bị sốc trước sức mạnh của Diệp Quân. Diệp Quân và những người khác đi về nơi xa, nhưng lần này không ai dám ngăn cản và tất cả đều tránh đường. Lúc này, thần đạo kỳ kia đột nhiên hung hãn nói, ngươi cho rằng chuyện này đã xong rồi sao? Người của tộc thần đạo chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua chuyện này được. Ồ! Diệp Quân dừng lại, quay đầu nhìn về phía thần đạo kỳ, có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi không? Ngươi có thể thử xem. Đúng lúc này, từ phía chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, trực tiếp xé nát thời không, ngay sau đó, một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi bước đến. Cường giả của tộc thần đạo. Tình hình đã leo thang. Nhìn thấy cảnh tượng này, một số người có mặt xung quanh không chút do dự quay người bỏ chạy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân phải chịu khổ, nếu không đủ thực lực thì nên bớt hóng chuyện lại. Diệp Quân không thèm liếc nhìn ông lão áo bào đen kia mà nhìn thẳng về phía thần đạo kỳ, chết. Bùm! Một luồng thần pháp đột nhiên phát nổ trong tâm trí của thần đạo kỳ, hắn ta ngay lập tức biến thành một quả cầu xương máu. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía ông lão áo bào đen, ta đã thử. Mọi người! Ông lão áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quân mà không nói một lời nào, ông ta đột nhiên đấm một quyền về phía Diệp Quân. Cú đấm này khiến thời không ở hiện trường lập tức sôi sục lên, trong số những người xung quanh còn chưa kịp trốn đi, có một số người thực lực yếu trực tiếp bị nghiền nát bởi cú đấm này. Khi những người còn lại nhìn thấy điều này, họ ngay lập tức kinh hoàng và điên cuồng rút lui. Ông lão áo bào đen trước mặt này là một cường giả ở cảnh giới tạo thần cảnh đỉnh. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão áo bào đen nói, chết. Ánh mắt của ông lão áo bào đen đột nhiên co rút lại, bởi vì ông ta phát hiện. Một luồng thần pháp đáng sợ đột nhiên dâng lên từ trong biển ý thức của ông ta, khi đối mặt với thần pháp này, ông ta không hề có sức phản kháng. Bùm! Thân thể và thần hồn của ông lão áo bào đen trực tiếp nổ tung. Bị giết ngay tức khắc. Chết tiệt! Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Nguyên Khải và Thác Cổ Nguyên há to miệng đủ để nhét một quả trứng gà vào. Lại là hạ gục ngay tức khắc. Cách đó không xa, lúc này Nam Triệu đã sợ hãi. Hắn ta thật sự sợ hãi, đây là quái vật từ đâu chạy ra vậy? Vô Vân Tại nhìn chằm chằm vào Diệp Quân với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, kẻ phá vòng. Nếu trước đây họ còn hơi nghi ngờ thì giờ phút này hắn ta chắc chắn 100% rằng người đàn ông trước mặt chính là kẻ phá vòng. Hơn nữa, hắn còn không phải là một kẻ phá vòng bình thường. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đám người Mạc Tinh Hà, các ngươi đi trước đi.
Mạc Tinh Hà lại lắc đầu, đại ca, chúng ta biết huynh có ý tốt, không muốn chúng ta bị liên lụy, nhưng vào lúc này, cho dù chúng ta rời đi, sau này cũng sẽ bị nền văn minh thần đạo xử lý, nếu đã như vậy thì thà ở lại, ông đây không đánh thắng bọn họ, nhưng vẫn có thể mắng bọn họ mấy câu. Mạc Tinh Thần vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói, nền văn minh quần tinh sẽ không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Mạc Tinh Hà. Thác Cổ Nguyên ở một bên cũng nói, Mạc huynh nói đúng, bây giờ chúng ta rời đi cũng không có ý nghĩa gì, nhưng thực lực của mấy người chúng ta còn yếu kém, ở lại e là cũng không giúp được gì nhiều cho ngươi. Ngươi đừng chê bai. Tiêu Nguyên Khải nói, Dương huynh, ngươi, chắc không phải là người bình thường đúng không? Nghe được lời nói của Tiêu Nguyên Khải, mấy người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần cũng tràn đầy sự tò mò. Diệp Quân nói, cũng không giấu giếm gì các ngươi, đúng là trong nhà có thế lực nhỏ. Tiêu Nguyên Khải nói, văn minh thần linh siêu cấp. Diệp Quân đang định nói, nhưng vào lúc này, bầu trời nơi xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông mặc trường bào chậm rãi bước ra, có tư thế cao quý, thần thái vô cùng phi thường. Vô Vân Tại và Ngưỡng Tăng ở cách đó không xa đều có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đến, người đến không ai khác chính là thần đạo Trần. Người đứng đầu trong thế hệ trẻ của gia tộc thần đạo và là thiếu chủ văn minh của nền văn minh thần đạo hiện nay. Một kẻ phá vòng thực sự. Nhìn thấy người này, những cường giả của các văn minh còn chưa kịp rút lui cũng bị chấn động, thần đạo Trần này nằm trong bản đồ an toàn của thủy vũ trụ, chỉ số nguy hiểm cực kỳ cao. Hắn ta thực sự đã đích thân đến. Đám người Thác Cổ Nguyên hiển nhiên cũng nhận ra thần đạo Trần này, mặc dù hơi sợ hãi. Nhưng rất nhanh họ đã bình tĩnh lại và dựa vào cạnh Diệp Quân. Mẹ nó! Lúc này, kết quả xấu nhất có thể xảy ra là chết thôi, sợ khỉ gì? Trần huynh, náo nhiệt quá! Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ phía chân trời, ngay khi thanh âm đó xuất hiện thì thời không phía chân trời nứt ra, một thiếu niên mặc áo bào có hoa văn bước ra. Bắc Thiên, thế tử Bắc tộc! Một số người tại hiện trường cũng nhận ra thân phận của người này. Bắc tộc cũng là một nền văn minh thần linh siêu cấp, Bắc Thiên này chính là nửa bước phá vòng, hắn ta chỉ đứng sau một số yêu nghiệt cực kỳ tài giỏi trong thế hệ trẻ. Sau khi Bắc Thiên xuất hiện, hắn ta trực tiếp đứng bên cạnh thần đạo Trần, hắn ta nhìn Diệp Quân cách đó không xa một cách hứng thú. Rõ ràng, hắn ta không hề giấu giếm lập trường của mình. Hắn ta đứng về phe của nền văn minh thần đạo. Thật náo nhiệt. Đúng lúc này. Một thanh âm khác đột nhiên từ xa truyền đến, mọi người quay đầu nhìn về phía bên phải mấy trăm trượng, thời không ở đó đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thiếu niên mặc áo gấm chậm rãi bước ra. Mà trên ngực trái của thiếu niên mặc áo gấm này có một chữ to rất dễ thấy, tiên. Tiên Bảo Các. Có người ở hiện trường kêu lên, hắn ta là Lâm Vân đến từ Tiên Bảo Các. Lâm Vân. Cháu trai của Lâm Quân, trưởng lão nội các của Tiên Bảo Các. Mặc dù thực lực của Lâm gia không ra gì nhưng đằng sau họ là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các thì rất đáng sợ. Đôi khi, người không cần quan tâm người này thế nào mà phải nhìn người ở phía sau hắn ta thế nào. Khi Lâm Vân bước ra, ngay cả thế hệ trẻ của các nền văn minh tối cao cũng phải tôn trọng hắn ta một chút. Lâm Vân cũng đi đến bên cạnh thần đạo Trần, hắn ta nhìn Diệp Quân bên dưới và cười nói, ai là kẻ địch của Trần Huynh thì chính là kẻ địch của Lâm Vân và Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, nền văn minh thần đạo, Bắc tộc, Nam tộc, hai nền văn minh tối cao cộng với hai chiến đội gia tộc siêu thần. Đội hình này hoàn toàn có thể quét qua toàn bộ thủy vũ trụ. Thần đạo Trần nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nhìn Diệp Quân, hắn ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Quân như vậy, người đâu, xóa tên Tiêu gia của Bắc vực và nền văn minh quần tinh khỏi thế giới này. Tuân lệnh, có người âm thầm đồng ý. Ngay sau đó một hơi thở cũng lặng lẽ rút lui. Diệp Quân nhìn hơi thở kia và nói, chết. Bùm. Ở một thời không nào đó đột nhiên nổ tung, một đống máu thịt nổ tung bay ra. Thần đạo Trần hơi nheo mắt và nói, trật tự pháp. Bắc Thiên bỗng nhiên nói, người đâu? Hắn ta vừa dứt lời, thời không phía sau hắn ta liền mở ra, ngay sau đó, từng hơi thở mạnh mẽ tràn vào, chẳng bao lâu. Phía sau hắn ta xuất hiện hàng chục gã cường giả. Cường giả Bắc tộc. Và trong số những tên cường giả này lại có hai cường giả là kẻ phá vòng. Tiên Các Vệ đâu? Giọng nói của Lâm Vân cũng đột nhiên vang vọng khắp trời đất,
Ngay sau đó, thời không sau lưng hắn ta trực tiếp nứt ra, một nhóm cường giả mặc thần giáp tổ khí văn minh đồng loạt bước ra. Người cầm đầu cũng là một kẻ phá vòng. Lâm Vân nhìn xuống Diệp Quân bên dưới, tiên bảo các của chúng ta đã có quan hệ tốt với nền văn minh thần đạo trong nhiều thế hệ, bất cứ ai là kẻ địch của nền văn minh thần đạo đều là kẻ địch của tiên bảo các chúng ta, cho dù người đứng sau hắn là ai. Diệp Quân nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Vân, tiên bảo các rất ghê gớm sao. Lời này vừa ra, liền có một trận náo động. Lâm Vân giận quá hóa cười, tên khốn, chín tộc của ngươi không thể yên thân được. Xung quanh, những người còn chưa bỏ chạy đều kinh hãi nhìn Diệp Quân. Tên này không chỉ dám chống lại thần đạo mà còn dám công khai khiêu khích tiên bảo các. Có bối cảnh như thế nào chứ? Dám ngầu như thế. Cách đó không xa, Phô Vân Tại và Ngưỡng Tăng cũng vô cùng kinh ngạc. Tên này thực sự không để nền văn minh tối cao vào mắt. Là tuổi trẻ ngông cuồng, hay là có chỗ dựa? Cả hai đều tin là về sau. Bởi vì người đàn ông trước mặt trông không giống loại người không có đầu óc. Trong lòng hai người không khỏi nghi ngờ, cái gọi là chỗ dựa này rốt cục là thế lực gì mới có thể khiến vị Dương công tử này có tự tin dám đối mặt với văn minh thần đạo và tiên bảo các. Quan Huyên vực. Hai người họ cùng có một suy nghĩ. Bởi vì hiện tại, người đứng đầu trong thế hệ trẻ của năm nền văn minh tối cao, chỉ có thiếu chủ của tiên bảo các và Quan Huyên vực vẫn chưa xuất hiện, vì vậy, chàng trai trẻ trước mặt rất có thể là thiếu chủ thần bí của Quan Huyên vực. Không chỉ Ngưỡng Tăng và Vô Vân Tại nghĩ đến điều này, Thẩm Đạo Trần cũng nghĩ tới điều này, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi cho rằng có chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm. Ngươi! Cút! Vi viết hoa! Diệp Quân bỗng nhiên giận dữ hét lên. Đồng tử Thẩm Đạo Trần đột nhiên co rút, chỉ cảm thấy có một đạo pháp xuất hiện sâu trong tiềm thức, trong lòng anh ta kinh ngạc, đột nhiên nắm chặt hai tay, một đạo khí tức đáng sợ từ trong cơ thể trào ra, muốn trấn áp pháp đó, nhưng anh ta kinh hoàng nhận ra rằng đại đạo của mình không thể kháng cự lại, pháp đó. Uinh uinh uinh. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Thẩm Đạo Trần bị đẩy lui mấy vạn trượng, nơi anh ta bị đẩy qua, thời không đều nổ tung từng tấc một. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt. Lâm Vân và Bắc Thiên cũng sững sờ. Thần Đạo Trần này là một phá vòng giả. Đây là bị đại đạo áp chế. Diệp Quân đột nhiên chậm rãi đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc mới tới đây, ta thật sự muốn ẩn mình, không muốn gây phiền toái, nhưng lại phát hiện. Khi ngươi lựa chọn làm người thành thật, người khác sẽ nghĩ người rất dễ bắt nạt. Ngươi càng thành thật thì người khác sẽ càng bắt nạt người hơn. Đúng là một thế giới chết tiệt. Vừa nói, hắn đột nhiên chỉ vào Lâm Vân nói, quỳ xuống cho ta. Tháp! Lâm Vân không kịp phản ứng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi thật hỗn xược. Lâm Vân tức giận muốn phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện mình căn bản không thể kháng cự lại đạo, pháp này, anh ta như phát điên. Giết hắn cho ta. Giết hắn cho ta. Bên cạnh anh ta, đám tiên các vệ đó lại không hề ra tay. Lâm Vân không thể tin được nhìn đám tiên các vệ đó, tức giận nói, lão tử bảo các ngươi giết hắn, các ngươi không nghe thấy à? Tiên các vệ vẫn không nhúc nhích. Lâm Vân ngây ra, vẻ mặt khó hiểu. Uinh uinh. Đúng vào lúc này, cách xa hàng vạn trượng, một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên bộc phát từ cơ thể thần đạo Trần cùng với đạo khí thức đó. Một chữ màu vàng kim từ từ bay ra khỏi cơ thể thần đạo Trần. Đây chính là pháp của Diệp Quân. Lúc này, đại đạo của Thẩm Đạo Trần đang điên cuồng chống lại pháp của Diệp Quân, ngăn cản pháp đó đến gần anh ta, khí tức quái dị không ngừng tuôn ra từ cơ thể thần đạo Trần, khu tàn tích sôi sục, vô cùng đáng sợ. Diệp Quân nhẹ nhàng vung tay phải, pháp đó đột nhiên biến mất giữa trời đất. Đột nhiên, Thẩm Đạo Trần tiến lên một bước, cưỡng ép thời không vô tận và đại đạo xông về phía Diệp Quân. Nếu từ trên bầu trời đầy sao nhìn xuống, sẽ kinh hoàng phát hiện, vào lúc này, toàn bộ tàn tích thần lăng đã biến thành một vòng xoáy do sức mạnh khủng khiếp của thần đạo Trần gây ra. Xung quanh, một số người rất tự tin nên không lùi bước đã bị nghiền nát trước khi kịp phản ứng lại, và hoàn toàn bị loại bỏ. Giờ phút này không còn ai dám xem kịch nữa. Thực lực của thần đạo Trần chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt anh ta liền xông đến trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân nhìn chằm chằm thần đạo Trần đang xông tới, ngự. Uỳnh. Trong phút chốc, một đạo thần pháp màu vàng đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Diệp Quân. Thần đạo màu vàng đó trực tiếp hóa thành một tấm khiên ánh sáng cao vạn trượng bay lơ lửng trước mặt hắn, chặn toàn bộ sức lực đáng sợ của thần đạo Trần, khiến nó không thể tiến thêm một tấc. Mà giờ phút này, mọi người đều nhìn rõ, pháp của Diệp Quân,
đó không phải là đạo pháp, mà là luật pháp. Một pháp mới dựa trên sự kết hợp giữa quan huyện pháp và thần minh pháp. Điều mà mọi người không biết là đây chỉ là một trong rất nhiều luật pháp của hắn. Thần đạo Trần đột nhiên gầm lên, tay phải anh ta hung hãn vung về phía trước, một sức mạnh đại đạo vô tận như núi lửa phun trào tuôn ra từ trong nắm đấm của anh ta, điên cuồng bắn phá luật pháp của Diệp Quân, dưới sự tấn công điên cuồng của thần đạo Trần, bức màn ánh sáng run rẩy kịch liệt, nhưng sức mạnh của thần đạo Trần vẫn không thể phá vỡ đạo luật pháp đó. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, chấn, quỳnh, trên đỉnh đầu thần đạo Trần, một đạo luật pháp từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt, khí tức kinh khủng quanh người thần đạo Trần trực tiếp điên cuồng lao xuống. Phải cưỡng chế chân áp. Đôi mắt của thần đạo Trần đỏ như máu, anh ta gầm lên, thần đạo diễn hóa. Vừa dứt lời, từ trong cơ thể anh ta có một đại đạo phóng lên trời, trong nháy mắt, đại đạo đó cưỡng ép kéo anh ta và Diệp Quân vào một khu vực thời không không xác định. Mà trong đó đột nhiên xuất hiện những cuộn tranh ánh sáng, trong những cuộn tranh ánh sáng này có thời gian trôi qua, có nguồn gốc của vạn vật, cũng có sự hủy diệt của vạn vật. Thần đạo diễn hóa. Đạo pháp đầu tiên của thần đạo tộc được tạo ra bởi tổ tiên của thần đạo tộc khi đó, có thể diễn hóa thời gian vạn cổ, tiêu diệt mọi thứ. Khoảnh khắc thần đạo diễn hóa xuất hiện, hai đạo luật pháp của Diệp Quân đột nhiên rung chuyển dữ dội. Chúng bắt đầu chiến đấu chống lại sức mạnh, diễn hóa xung quanh và rơi vào thế bất lợi. Diệp Quân cũng không vội, mà là có hứng thú nhìn, diễn hóa, xung quanh, không thể không nói, thần đạo tộc này quả thực không hề đơn giản, có thể nhìn ra, thần đạo Trần này chưa hoàn toàn kiểm soát được thần đạo diễn hóa, nếu không thì chỉ dựa vào hai đạo luật pháp này, hắn không thể kháng cự được. Cùng với sự diễn hóa không ngừng của thần đạo đó, giữa trời đất có một sức mạnh đại đạo thần bí bắt đầu dâng trào về phía Diệp Quân, ở nơi Diệp Quân đứng, hai đạo thần pháp đã bắt đầu dần trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, sự tự tin của thần đạo Trần đột nhiên dâng trào, anh ta lại gầm lên, sau đó giơ tay, kiểm soát sự diễn hóa của thần đạo, cảnh tượng trong màn sáng xung quanh bắt đầu tăng tốc, giữa trời đất, có một sức mạnh đại đạo mạnh mẽ bắt đầu trấn áp Diệp Quân, muốn nghiền nát hắn. Diệp Quân đột nhiên tiến lên một bước, diệt. Quỳnh. Một đạo thần pháp đó như máu đột nhiên xông vào thời không này một cách cực kỳ kiêu ngạo, ngay khi thần pháp này vừa tiến vào thời không. Vô số sấm sét màu đỏ như máu từ trên trời rơi xuống, và thế giới này bắt đầu nứt vỡ từng chút một. Nhìn đạo thần pháp này, đôi mắt thần đạo Trần đột nhiên co rút lại, bởi vì anh ta phát hiện ra thần đạo của mình lại đang vỡ ra từng chút một. Làm sao có thể? Thần đạo Trần ngơ ngác nhìn những tấm màn ánh sáng đang bắt đầu vỡ nát xung quanh mình. Kể từ khi thần đạo Trần xưng danh đến nay, chưa từng bại trận trong thế hệ trẻ. Làm sao hôm nay anh ta có thể bị đánh bại dưới tay một kẻ vô danh? Không được. Ánh mắt thần đạo Trần bắt đầu trở nên kiên định, anh ta đột nhiên chỉ vào giữa lông mày mình, một đạo ánh sáng màu xanh lục từ trong cơ thể anh ta bắn ra, trong ánh sáng xanh, một con ấn màu ngọc bích hiện ra, từng đạo ánh sáng màu xanh lục không ngừng xuất hiện từ con ấn đó, sấm sét xung quanh trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Thần đạo thiên ấn. Thần khí tối cao. Một trong ba thần khí tối cao của thần đạo tộc, khi đó tổ tiên thần đạo tộc đã luyện hóa thành, sức mạnh thần đạo vô thượng vĩnh viễn. Lúc này, ba đạo thần pháp do Diệp Quân triệu hồi bắt đầu không thể chống đỡ được sức mạnh của thần đạo thiên ấn, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, pháp lai. Uinh uinh. Một cuốn sách dày có tên thần minh quan huyền pháp đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trong tích tắc, toàn bộ thế giới thần đạo sụp đổ. Không chỉ vậy, thần đạo Trần càng bị quyển thần minh quan huyền pháp này trực tiếp cưỡng ép áp chế, bao gồm cả thần đạo thiên ấn của anh ta. Trận chiến kết thúc. Trực tiếp nghiền nát. Cảnh tượng này khiến những người bên ngoài sửng sốt. Đặc biệt là Ngưỡng Tăng và Vô Vân Tại, hai người nhìn Quân, người đang bước ra khỏi thời không với vẻ không thể tin được. Vô Vân Tại nhìn chằm chằm vào quyển thần pháp, trật tự pháp. Anh ta tu luyện trật tự đạo, ở vũ trụ nguyên thủy này từ khi nào lại xuất hiện trật tự mạnh mẽ như thế này? Vẻ mặt Ngưỡng Tăng cũng tràn đầy nghi hoặc. Khi Lâm Vân và Bắc Thiên đang quỳ cách đó không xa nhìn thấy thần đạo Trần bị đánh bại, sắc mặt của họ đột nhiên tái nhợt. Thần đạo Trần này là một thiên tài siêu cấp của nền văn minh thần đạo. Bây giờ lại bị đánh bại bởi một kẻ vô danh. Hơn nữa, thần đạo Trần này còn sử dụng thần khí tối cao. Làm sao có thể? Diệp Quân nhìn thần đạo Trần đang bị trấn áp ở phía xa, người thích cướp đồ đúng không? Vừa nói hắn vừa dang rộng lòng bàn tay phải ra, thần đạo thiên ấn trực tiếp bị một sức mạnh đáng sợ cưỡng ép bay vào tay hắn. Thần đạo thiên ấn đương nhiên không chịu khuất phục, muốn phản kháng.
nhưng Diệp Quân lại trực tiếp ném vào trong tiểu tháp, bị tiểu tháp cưỡng ép chân áp. Mọi người! Diệp Quân nhìn thần đạo Trần, đang định nói, đúng vào lúc này, một đạo âm thanh đột nhiên từ trên trời vang lên, thật đáng kinh ngạc. Ngay cả thần vật tối cao của văn minh thần đạo cũng dám cướp. Âm thanh vừa dứt, một ông lão chậm rãi bước ra từ bầu trời xa xăm. Nhìn thấy người vừa đến, Lâm Vân đang quỳ lập tức vui mừng khôn xiết, cha, cứu con. Người đến là Lâm Quân, trưởng lão của Tiên Bảo Các, phía sau ông ta còn dẫn theo một nhóm tiên các vệ. Cùng lúc đó, Bắc Hiên, tộc trưởng Bắc Gia ở Bắc Vực cũng dẫn theo các trưởng lão Bắc Vực đi ra. Ông ta là phá vòng giả, mà ông ta còn dẫn theo hai cường giả phá vòng cảnh nữa. Nhưng không ai phát hiện ra đằng sau thần đạo Trần, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một ông lão. Ông lão bước tới trước mặt thần đạo Trần, nắm chặt hai tay, một sức mạnh đáng sợ đẩy lùi đạo thần pháp đó của Diệp Quân từng chút một. Sau đó ông ta nhẹ nhàng đỡ thần đạo Trần đứng dậy, thấp giọng nói, chủ nhục nô chết. Lão nô không trông coi thiếu chủ cẩn thận, lão nô đáng chết, tuy nhiên, trước khi lão nô chết, phải khiến kẻ làm nhục thiếu chủ phải chết trước. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, ánh mắt sắc như kiếm, mà sau lưng ông ta, thời không đột nhiên tách ra, tiếp đó, một nhóm cường giả mặc áo giáp đen lần lượt bước ra. Thần đạo Thiên Quân, tổng cộng có 9 cường giả phá vòng giả. Lâm Quân của Tiên Bảo Các nhìn chằm chằm Diệp Quân, xưng tên nền văn minh của ngươi đi, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến, nền văn minh của ngươi và cửu tộc của ngươi sẽ vì ngươi mà diệt vong. Diệp Quân bình tĩnh nói, văn minh Hoa Hạ. Mẹ hắn là người Hoa Hạ, hắn nói như vậy, đương nhiên không có vấn đề gì. Lâm Quân khẽ cau mày, cái quái gì vậy, bắt lấy hắn. Bắt lấy. Nhưng thần vệ các phía sau ông ta lại không hề nhúc. Nhích. Lâm Quân sửng sốt, quay đầu nhìn những cường giả thần vệ các. Đúng vào lúc này, thống lĩnh thần vệ các đứng đầu dẫn theo đám cường giả thần vệ các lần lượt đi đến trước mặt Diệp Quân, ông ta dẫn theo tất cả cường giả thần vệ các, lần lượt quỳ xuống, bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Những lời này vừa nói ra, cả vùng trời đất im lặng như tờ. Chỉ nghe thống lĩnh thần vệ các đó lại nói, thiếu chủ, Tiên Bảo Các chúng ta đã bao vây toàn bộ thần đạo tộc, Thác Cổ tộc, Bắc Vực, Nam tộc. Các chủ nhân đã dặn dò, nếu thiếu chủ cảm thấy ấm ức, chỉ cần gật đầu một cái, lập tức diệt tộc. Tất cả mọi người trực tiếp tuyên chiến. Khi nghe những lời này, vẻ mặt của mọi người có mặt đều thay đổi. Bao gồm cả thần đạo Trần. Việc thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn và xung đột giữa các nền văn minh tối cao là điều rất bình thường. Tuy nhiên, hai bên sẽ không tăng lên mức đại chiến các nền văn minh, bởi vì mọi người đều biết rất rõ nếu xảy ra chiến tranh giữa các nền văn minh thì sẽ có ý nghĩa như thế nào, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này, chỉ cần người trước mặt gật đầu, Tiên Bảo Các sẽ không chút do dự phát động đại chiến các nền văn minh. Mọi người đều bị sốc. Bởi vì Tiên Bảo Các từ trước đến nay đều rất coi trọng hòa bình và rất thân thiện với bất kỳ thế lực văn minh nào, nhưng bây giờ lại ngông cuồng như vậy. Đúng là quá ngông cuồng rồi. So với sự bàng hoàng của mọi người xung quanh, cha con Lâm Quân lúc này hoàn toàn sợ hãi, sắc mặt họ tái nhợt và đôi chân run rẩy. Thiếu các chủ. Họ không ngờ rằng người trước mặt lại chính là thiếu các chủ của họ. Xong rồi. Xong thật rồi. Đặc biệt là Lâm Vân, khi nghĩ đến anh ta vừa mới nói sẽ tiêu diệt cửu tộc của đối phương, anh ta biết mình căn bản không thể sống tiếp rồi. Lúc này, anh ta thực sự hối hận vô cùng. Sao mình lại ngu ngốc như vậy? Tại sao mình lại đứng về phe thần đạo Trần? Tại sao mình lại muốn thể hiện? Sai. Sai lầm lớn. Lỗi của ai? Lâm Vân đột nhiên quay lại nhìn Lâm Quân đang mặt không còn giọt máu, tức giận gầm lên, đều là lỗi của lão già ông. Nếu lúc đầu ông dạy ta tử tế, ta nào có phạm sai lầm lớn như hôm nay? Lão già đáng chết. Con bất hiếu, là lỗi của cha. Không có gì sai cả. Lâm Quân lúc này không nghe được gì nữa, trong mắt ông ta chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận, ông ta biết ông ta xong rồi, không chỉ ông ta xong rồi, Lâm gia bọn họ cũng xong đời theo. Phú quý đạp trời trước đây, giờ đã trở thành một thảm họa. Cách đó không xa, Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi ở bên cạnh Diệp Quân há hốc miệng, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa. Dương Quân chính là Diệp Quân. Hai người họ cũng hoàn toàn ngây ra. Hai người quay lại nhìn nhau, đều như đang nhìn thấy ma vậy. Mộ Tinh Hà ở bên cạnh lại vô cùng hưng phấn, anh ta vốn là đang tuyệt vọng, văn minh thần đạo cộng với Tiên Bảo Các làm sao sống được. Nhưng bây giờ, làm sao chết được?
Bây giờ anh ta muốn hét lên, lão tử muốn chết. Ở bên cạnh anh ta, Mộ Tinh Thần vẫn luôn hưng phấn, đến giờ cô ta vẫn chưa phản ứng lại được với việc Diệp Quân là người của Tiên Bảo Các. Một sự im lặng chết chóc khắp trời đất. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân, chỉ cần Diệp Quân gật đầu, một cuộc chiến văn minh sẽ ngay lập tức nổ ra. Văn minh thần đạo thì khó nói, nhưng Bắc tộc, Nam tộc và Thác Cổ tộc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng vào lúc này, một nhóm người đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, những người này đều là cường giả của Nam tộc, dẫn đầu là một ông lão, người này là Nam Lân, tộc trưởng Nam tộc, cũng là cha của Nam Thiệu. Nam Lân chạy đến trước mặt Diệp Quân, cung kính khiêm tốn nói, thiếu các chủ, Nam Thiệu đã bị Nam tộc bọn ta trục xuất khỏi tộc phả, hắn không còn là người của Nam tộc bọn ta nữa, hành vi cá nhân của hắn không liên quan gì đến Nam tộc ta, thiếu các chủ có thể tùy ý xử lý. Nghe thấy những lời Nam Lân nói, cơ thể Nam Thiệu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Nam Lân. Diệp Quân nhìn Nam Lân, không nói gì. Thấy Diệp Quân không lên tiếng, Nam Lân càng sợ hãi nói, nếu thiếu các chủ vẫn chưa nguôi giận, ta. Lúc này, Nam Thiệu đột nhiên đi về phía Diệp Quân, anh ta trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó quỳ xuống. Cơ thể và linh hồn anh ta trực tiếp bị đốt cháy và biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Diệp Quân cúi đầu nhìn anh ta, không nói gì. Nam Thiệu ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, ai làm người đấy chịu, ta chết, hay tha cho Nam tộc ta. Diệp Quân vẫn không lên tiếng. Nam Thiệu cũng không nói lời nào, thân thể và linh hồn của anh ta nhanh chóng biến mất, trong mắt anh ta lúc này không còn một chút sợ hãi nào. Nam Lân ở một bên hơi quay đầu lại, không đành lòng nhìn Nam Thiệu, nhưng trong lòng đang rỉ máu, không phải ông ta tàn nhẫn mà là thân là tộc trưởng, ông ta phải nghĩ đến tương lai của cả tộc. Ngay khi thần hồn và thể xác Nam Thiệu sắp hoàn toàn biến mất, Diệp Quân đột nhiên nói, tụ. Một đạo luật pháp trực tiếp in vào trong ý thức của Nam Thiệu. Trong phút chốc, thần hồn vốn đã trở nên hư ảo của Nam Thiệu nhanh chóng ngưng tụ trở lại bình thường, mà ngọn lửa trên người anh ta cũng biến mất không chút dấu vết. Nam Thiệu nghi hoặc nhìn Diệp Quân. Nam Lân cũng nhìn Diệp Quân với vẻ không thể tin được. Diệp Quân xua tay nói, giải tán hết đi. Giải tán. Mọi người tại hiện trường đều bối rối. Diệp Quân nhìn thống lĩnh Tiên Các Vệ trước mặt, nói, đưa ta đi gặp mẹ ta. Thống lĩnh Tiên Các Vệ cung kính nói, mời thiếu chủ. Diệp Quân nhìn thần đạo Trần cách đó không xa, người trẻ tuổi đánh nhau, thắng là vinh quang, thua thì cũng không có gì xấu hổ, nhưng nếu người nhà đến cưỡng ép can thiệp thì thắng cũng đáng xấu hổ. Trong vòng 100 năm, hoan nghênh thiên tài của văn minh thần đạo đến thách đấu ta, chỉ cần thiên tài của văn minh thần đạo có thể khiến ta rút kiếm, thần đạo thiên ấn sẽ trả lại cho các ngươi. Vừa nói, hắn vừa bước về phía xa. Cách đó không xa, sắc mặt của thần đạo Trần cực kỳ khó coi, sắc mặt của những cường giả văn minh thần đạo xung quanh cũng rất khó coi. Đánh đơn thì đánh không lại. Đánh hội đồng, cũng không chắc thắng. Hôm nay, văn minh thần đạo bọn họ coi như mất mặt rồi. Mộ Tinh Hà bỗng nhiên nói, đại ca. Diệp Quân quay đầu nhìn Mộ Tinh Hà, cười nói, ta về nhà trước, hôm khác gặp nhau. Vừa nói, hắn lại nhìn Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi, cười nói, Tiêu huynh, Nguyên huynh, hôm khác ba huynh đệ chúng ta gặp nhau, đến lúc đó phải say. Nói xong, hắn cầm kiếm đứng dậy, cùng đám Tiên Các Vệ biến mất trên bầu trời. Thác Cổ Nguyên và Tiêu Nguyên Khởi. Ở phía xa, Phô Vân Tại và Ngưỡng Tăng nhìn nhau, Phô Vân Tại cười nói, chưa từng nghĩ rằng anh ta lại đúng là thiếu các chủ của Tiên Bảo Các. Hai người đồng thời nhìn thần đạo Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ở phía xa, hiển nhiên, anh ta vẫn không thể tiếp nhận thất bại của mình. Phô Vân Tại nhẹ giọng nói, vị trí thiếu chủ của anh ta e là nguy hiểm rồi. Thiên tài của văn minh thần đạo không phải là ít, nếu ngươi không đủ giỏi, vậy thì sẽ có người khác thay thế. Cũng không phải văn minh thần đạo sợ Tiên Bảo Các, mà chủ yếu là như Diệp Quân đã nói, thế hệ trẻ thách đấu đơn, người đánh không lại, đó là do người vô dụng. Nếu như Diệp Quân đánh không lại mà gọi người đến, vậy thì văn minh thần đạo chắc chắn sẽ liều chết với Tiên Bảo Các, còn Tiên Bảo Các cũng sẽ bị khinh thường. Nhưng vấn đề bây giờ là nền văn minh thần đạo thách đấu đơn đánh không lại, sau đó lại gọi người đến, điều ngại ngùng nhất là, người ta cũng có người. Nếu người ta không có người, bọn họ có ức hiếp thì cũng ức hiếp rồi, nhưng vấn đề là người ta có người, vậy thì văn minh thần đạo sẽ ngại ngùng rồi. Cách đó không xa, Nam Thiệu đột nhiên đứng dậy, sau đó rời đi. Nam Lân nhìn Nam Thiệu rời đi, do dự không dám nói, cuối cùng ngàn vạn lời nói biến thành một tiếng thở dài.
Đúng vào lúc này, thời không trên trời đột nhiên nứt ra, vô số ngôi sao rơi xuống. Cường giả của Văn Minh Quần Tinh đến rồi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mộ Lăng, tộc trưởng Văn Minh Quần Tinh, một đám cường giả của Văn Minh Quần Tinh xuất hiện tại hiện trường, Mộ Tinh Hà và Mộ Tinh Thần vội vàng chào đón họ. Mộ Tinh Hà cung kính nói, bái kiến tộc trưởng và các vị trưởng lão. Mộ Tinh Thần cũng khẽ cúi đầu. Mộ Lăng đích thân đỡ huynh muội Mộ Tinh Hà dậy. Ông ta nhìn hai huynh muội với vẻ mặt có phần kích động, tốt, hai huynh đệ các ngươi đã làm rất tốt, đem lại thể diện cho Văn Minh Quần Tinh chúng ta. Đi, quay về bái tổ tiên muốn gặp các ngươi. Rất nhanh, hai huynh muội đi theo những cường giả của Văn Minh Quần Tinh, biến thành những ngôi sao và biến mất vào sâu trong tinh hà. Mà đúng lúc này, một làn sóng người khác đột nhiên từ trên trời lao tới, họ là Tiêu gia của Bắc Vực, dẫn đầu là Tiêu Long, tộc trưởng của Tiêu gia ở Bắc Vực. Tiêu Nguyên Khởi vội vàng bước tới trước cung kính cúi đầu nói, bái kiến tộc trưởng. Tiêu Long vội vàng đỡ anh ta đứng dậy, cười không ngậm được miệng, những việc ngươi làm, ta đều biết rồi, lúc nguy nan không bỏ rơi bằng hữu, cũng không sợ quyền lực, không hổ là người của Tiêu gia ta. Dỗ! Tiêu Nguyên Khởi vội vàng nói, đều là do tộc trưởng dạy. Tiêu Long nghe vậy, trên mặt đột nhiên tươi cười như hoa cúc, ông ta trực tiếp ôm bả vai Tiêu Nguyên Khởi, lão tổ muốn gặp ngươi, đi thôi. Ta! Tiêu Nguyên Khởi có chút kinh ngạc, lão tổ muốn gặp. Tiêu Long cười nói, đúng vậy, đây là một cơ duyên lớn, lão tổ có thể sẽ hỏi một số vấn đề khác. Tiêu Nguyên Khởi lập tức nói, tiêu tộc có thể được như ngày hôm nay, đều là nhờ tộc trưởng lãnh đạo. Nếu không có tộc trưởng người, vì viết hoa, Tiêu Long bỗng nhiên xua tay, đám người phía sau lập tức giải tán. Tiêu Long cười nói, không cần như vậy, nhân vật như lão tổ, có gì mà không nhìn ra chứ. Tiêu Nguyên Khởi do dự một chút, sau đó nói, vậy ta. Tiêu Long nghiêm túc nói, cho dù người hỏi cái gì, người cũng chỉ cần nói một điều, đó chính là ngươi và thiếu các chủ Diệp Quân là huynh đệ sinh tử. Về phần những chuyện khác, người đừng để ý, nên thế nào thì cứ như thế. Tiêu Nguyên Khởi do dự một chút, không nói gì nữa. Tiêu Long biết anh ta đang lo lắng, liền vỗ vỗ vai anh ta, cười nói, nếu người phía trên không thích ngươi, chắc chắn không phải là vì tính cách của ngươi có vấn đề, mà là bởi vì ngươi không có giá trị. Một khi ngươi có giá trị, cho dù lỗ mũi của ngươi có hét lên trời, họ cũng sẽ thích ngươi, thậm chí còn nói rằng ngươi có cá tính. Tiêu Nguyên Khởi gật đầu, ta hiểu rồi. Vì viết hoa. Cách đó không xa, Phô Vân Tại nhìn Tiêu Nguyên Khởi đang rời đi, cười nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì, Tiêu gia sau này sẽ là của anh ta rồi. Tiêu gia ở Bắc Vực tuy cũng là một nền văn minh thần linh, nhưng không có gì nổi bật, đối với họ mà nói. Mối quan hệ với nền văn minh tối cao thật sự là chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh của cả nền văn minh. Bởi vì nếu muốn động đến thế lực của Tiêu gia thì phải xem xét mối quan hệ giữa Tiêu Nguyên Khởi và Diệp Quân. Có thể nói, trừ khi là thế thù, nếu không, không có nền văn minh nào sẽ chủ động khiêu khích Tiêu gia, ngược lại còn phải cố gắng kết giao với họ. Xã hội của tầng lớp thấp hơn là đánh đánh giết giết, trong khi xã hội của tầng lớp trên lại thiên về nhân tình thế sự. Đừng nói Diệp Quân có thừa nhận mối quan hệ của mình với Tiêu Nguyên Khởi hay không, chỉ cần không công khai phủ nhận mối quan hệ của mình với Tiêu Nguyên Khởi, thì tất cả mọi người sẽ phải cảnh giác, không dám nhắm vào Tiêu gia. Đúng vào lúc này, thời không trên trời đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đám người vội vàng lao ra. Người lao đến chính là một cường giả của Thác Cổ tộc, dẫn đầu là Thác Cổ Vũ, tộc trưởng của Thác Cổ tộc. Sắc mặt ông ta tái nhợt và hoảng sợ, bởi vì cách đây không lâu, vận may của nền văn minh Thác Cổ tộc đã tỏa ra khói đen. Vận may tỏa ra khói đen nghĩa là gì? Có nghĩa là sắp tiêu tùng rồi. Nhưng sau khi biết được tin tức ở đây, ông ta lập tức chạy tới cùng với tất cả cường giả của Thác Cổ tộc. Nhìn thấy Thác Cổ Vũ, Thác Cổ Lâm vội vàng chào hỏi, cung kính nói, bái kiến tộc trưởng. Thác Cổ Vũ không để ý tới anh ta, trực tiếp dẫn mọi người chạy đến chỗ Thác Cổ Nguyên, ông ta có chút căng thẳng, nói, ngươi là Thác Cổ Nguyên. Thác Cổ Nguyên gật đầu, ông là. Trên gương mặt Thác Cổ Vũ hiện lên một nụ cười hiền lành, ta là Thác Cổ Vũ, tộc trưởng của Thác Cổ tộc. Thác Cổ Nguyên sửng sốt. Tộc trưởng của Thác Cổ tộc. Thác Cổ Nguyên cũng có chút kích động, anh ta từng cho rằng nhân vật như này đúng là sự tồn tại như thần. Thác Cổ Nguyên do dự một chút, sau đó nói, ông có việc gì sao? Thác Cổ Vũ cố gắng nở nụ cười hiền lành, ta tới đón ngươi về nhà. Thác Cổ Nguyên kinh ngạc nhìn Thác Cổ Vũ, về nhà. Thác Cổ Vũ gật đầu, đúng vậy,
về gia chủ, ta đã cho người sửa tộc phả, bây giờ nhánh của các ngươi đã trở về tộc phả của chủ gia rồi. Thác Cổ Nguyên liếc nhìn Thác Cổ Lâm cách đó không xa, anh ta vừa mới trục xuất bọn ta ra khỏi tộc phả, đồng thời còn bảo ta không được dùng họ Thác Cổ nữa. Thác Cổ Lâm. Mẹ kiếp. Thác Cổ Vũ lúc này đã biết tại sao vận may của nền văn minh lại tỏa ra khói đen rồi, ông ta liếc nhìn Thác Cổ Lâm cách đó không xa, sau đó đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thác Cổ Vũ nhìn Thác Cổ Nguyên trước mặt, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, anh ta không thể quyết định, quay về cùng ta đi. Thác Cổ Nguyên hơi cúi đầu, ta không dám quay về. Thác Cổ Vũ khó hiểu, tại sao? Thác Cổ Nguyên lại nhìn Thác Cổ Lâm một cái, sau đó thấp giọng nói, ta chỉ là một nhánh phụ, ta quay về, ta sợ bị ức hiếp. Thác Cổ Lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.